Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 85. Năm cao thủ cảnh giới khai đạo đồng thời ra tay là một chuyện đáng sợ đến mức nào. Những uy áp đáng sợ liên tục lan tràn ra xung quanh, những nơi nó đi qua đều sụp đổ, dù là đại đạo của vũ trụ này cũng bị tiêu diệt trong nháy mắt. Nhìn thấy năm người cùng xông lên, sắc mặt Diệp Quân thoáng chốc trở nên khó coi. Mẹ kiếp! Đám người này đúng là không có đạo đức. Kiếm ý trong tay Diệp Quân lập tức được đổi thành kiếm Thanh Huyên, hắn xoay nhẹ cổ tay vung kiếm ra, một tia kiếm quang lập tức chiếu xuống. Ầm! Sau một âm thanh chấn động đất trời, cơ thể Diệp Quân lập tức bay xa mấy vạn trượng, trên người hắn xuất hiện vô số vết nứt, máu tươi bắn tung tóe, nhưng nó lập tức bị hắn hấp thu, biến thành những sức mạnh huyết mạch bao phủ xung quanh hắn. Việt Tôn đứng đầu ở phía xa thì lại rất kinh ngạc, vì bàn tay phải của ông ta đã bị chém nát vì ông ta đỡ kiếm. Những người còn lại cũng bị chiêu kiếm của Diệp Quân làm bị thương. Lúc này trong lòng 5 người đều rất sợ hãi. Đòn tấn công của 5 người họ chẳng những không giết chết Diệp Quân còn để Diệp Quân làm mình bị thương ngược lại. Thật khó tin. Việt Tôn đột nhiên cất giọng lạnh lùng, thanh kiếm đó của hắn có vấn đề. Nghe thấy lời này, 4 người khác đồng loạt nhìn về phía thanh kiếm trong tay Diệp Quân. Khi nhìn thấy thanh kiếm, mấy người họ đều cau mày thầm thấy nghi ngờ. Đây là thanh kiếm gì mà có thể làm bọn họ bị thương được? Phải biết rằng bọn họ đều là cao thủ độc khai nhất đạo, bây giờ tất cả thần vật trong đại đạo đều không thể đả thương bọn họ. Một thanh kiếm vượt qua tất cả đại đạo hiện hữu. Nói thế chẳng phải không thực tế chút nào sao? Một cao thủ cảnh giới khai đạo trong nhóm trầm giọng nói, có phải chúng ta hơi đánh giá thấp tên này rồi không? 4 người còn lại im lặng. Lúc này, một ông lão mặc áo xanh ở bên cạnh chợt mở lòng bàn tay, một cái la bàn phong thủy xuất hiện trong tay ông ta. Việt Tôn đứng đầu hơi cau mày, đạo giải, lúc này rồi mà ông còn xem bói cái gì? Ông lão tên đạo giải nhìn Diệp Quân phía xa, trầm giọng nói, kẻ này không đơn giản, ta muốn xem thử có thể đối địch với hắn không? Dứt lời, ông ta bắt đầu làm phép, la bàn trong tay xoay tròn với tốc độ nhanh. Nhân quả đại đạo xuất hiện. Việt Tôn hơi không vui, ông ta đang định lên tiếng thì đạo giải đột nhiên trợn tròn mắt phun ra một ngụm máu, la bàn trong tay ông ta nứt vỡ rồi tan biến. Mẹ kiếp! Đạo giải nhìn Diệp Quân như nhìn thấy ma, liên tục lùi lại, nói với giọng điệu ngạc nhiên, phía sau kẻ này có người chống lưng, lão phu không thắng nổi. Dứt lời, ông ta lập tức xoay người bỏ chạy. Chết tiệt! Việt Tôn nổi giận, đạo giải! Mẹ kiếp ông điên rồi sao? Mà lúc này đạo giải kia đã biến mất ở cuối chân trời rồi. 3 cao thủ cảnh giới khai đạo còn lại đưa mắt nhìn nhau. Sắc mặt Việt Tôn cực kỳ khó coi. Lúc này, một ông lão mặc áo đen ở bên phải chợt cất giọng nặng nề, Việt Tôn, rốt cuộc người này là ai? Ông phải cho mấy huynh đệ chúng ta một lời giải thích rõ ràng. 2 người khác đều gật đầu. Bọn họ là cung phụng của ác đạo Minh. Tuy nhận bổng lộc của ác đạo Minh nhưng nếu lai lịch của đối phương quá kinh khủng, bọn họ có thể chọn không đánh. Dẫu sao ông chủ thì nhiều nhưng mạng thì chỉ có một. Thấy nét mặt mấy người hơi khó coi, Việt Tôn nhìn chằm chằm Diệp Quân, người đứng sau hắn ta chính là chân thần kia. Một người đàn ông trung niên trong nhóm ngạc nhiên, là chân thần đã chân áp vũ trụ kiếp trăm vạn lần kia ư. Việt Tôn gật đầu. Nét mặt 3 người trở nên nặng nề. Chân thần. Tuy chân vũ trụ rất xa chỗ bọn họ, nhưng bọn họ vẫn biết chân thần này. Một mình cô ta trấn áp vũ trụ kiếp trăm vạn lần, đó là một điều khủng khiếp đến mức nào. Trấn áp vũ trụ kiếp một lần cũng không đáng sợ là trấn áp trăm vạn lần, phải biết rằng mỗi khi vũ trụ kiếp bị trấn áp một lần, nó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, trấn áp trăm vạn lần sẽ khiến vũ trụ kiếp trở nên mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng nó vẫn bị trấn áp. Nét mặt 3 cao thủ cảnh giới khai đạo đều vô cùng nặng nề, trong mắt hơi lộ vẻ kiêng dè, nếu hôm nay bọn họ giết Diệp Quân khiến chân thần báo thù, thì bọn họ hoàn toàn không thể nào chịu được. Đồng thời, trong lòng mấy người họ cũng hơi khó chịu vì Việt Tôn, vì sao bọn họ lại đến đây làm cung phụng, đương nhiên là vì dưỡng lão. Bọn họ đến là để dưỡng lão. Ông lại bảo chúng ta đi liều mạng, đúng là chẳng ra gì. Ác bà nhìn Diệp Quân. Không nói một lời, lúc này bà ta cũng hơi ngạc nhiên, bà ta không ngờ một người mà mình xem như kiến lại có thực lực kinh khủng như thế, thật sự quá yêu nghiệt.
Lúc này Việt Tôn cũng cảm nhận được cảm xúc của ba người họ, ông ta nói bằng giọng điệu nặng nề, ba vị vừa bế quan ra ngoài có lẽ còn chưa biết, chúng ta sắp giết chết chân thần kia rồi, lần này Chí Thánh Đạo Giả Cơ Tiểu Kiếm sẽ đích thân ra tay. Chí Thánh Đạo Giả. Nghe thấy câu này, ba người đều ngạc nhiên, một người trong đó nói, không ngờ bà ta lại đích thân ra mặt. Việt Tôn gật đầu, ông ta ngẩng đầu nhìn Diệp Quân, ba vị, chỗ dựa của tên này là chân thần kia, mà lúc này chân thần đang trấn áp vũ trụ kiếp, ba vị hoàn toàn không cần phải lo lắng, vì chân thần cũng sắp bị giết chết trong tương lai gần rồi. Ba người vẫn im lặng. Thấy thế, trong lòng Việt Tôn có hơi tức giận, mẹ nó, mấy tên này đều chỉ muốn nhận được lợi ích chứ không muốn làm việc. Nhưng ông ta cũng không nổi giận mà nói tiếp, sau khi giết chết tên này, ta chỉ lấy tiểu tháp trên người hắn ta, những thứ còn lại đều là của ba vị, kể cả thanh kiếm trong tay hắn ta và ba loại sức mạnh huyết mạch đặc biệt của hắn ta. Hai người khác lập tức động lòng. Ác bà cũng không ngoại lệ, cả người tên này đều là bảo vật. Lúc này, Việt Tôn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, dường như phát hiện ra điều gì đó, ông ta chợt cau mày rồi nói, đánh nhanh thắng nhanh. Dứt lời, ông ta lại xông về phía Diệp Quân một lần nữa. Ba người khác đưa mắt nhìn nhau. Ta muốn huyết mạch của hắn ta. Ta muốn kiếm của hắn ta. Ta muốn thân thể và con rồng của hắn ta. Được. Ba người lại biến thành ba chùm sáng bay nhanh về phía Diệp Quân. Thấy bốn người chạy tới từ phía xa, Diệp Quân hít sâu một hơi, sức mạnh huyết mạch trong người thoáng chốc cuộn trào, lại triệu hoán tượng thần huyết mạch một lần nữa. Mà lúc này, tượng thần huyết mạch kia đang cầm một thanh kiếm trong tay. Kiếm thanh huyên đỏ như máu. Nét mặt Diệp Quân trở nên dữ tợn, hắn đột nhiên chém một kiếm về phía trước chém. Tượng thần huyết mạch sau lưng hắn cũng cầm kiếm thanh huyên bằng hai tay rồi chém xuống. Chiêu kiếm này chém nứt vũ trụ tinh không, vô số thời không và ngôi sao vỡ tan, sóng xung kích mạnh mẽ thoáng chốc lan ra mấy trăm vũ trụ tinh không bên ngoài. Rất nhiều cao thủ rối rít nhìn về phía thời không vũ trụ này, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc và sợ hãi. Người nào lợi hại thế? Oanh! Theo chiêu kiếm của Diệp Quân, vô số kiếm quang vỡ tan, Diệp Quân liên tục lùi lại theo xung kích của kiếm khí, mà trong lúc lùi lại, tượng thần huyết mạch kia của hắn chợt nứt ra, vô số huyết khí lan ra khắp xung quanh. Nhưng bốn người Việt Tôn cũng bị chiêu kiếm này của hắn chém bay xa gần vạn trượng. Hơn nữa mỗi người đều có không dưới 10 tia kiếm khí. Sau khi dừng lại, bốn người đều vô cùng kinh ngạc vì bọn họ không ngờ một kích toàn lực bốn người liên thủ vẫn không thể giết được Diệp Quân, không chỉ không thể giết được hắn mà mấy người họ còn bị Diệp Quân làm bị thương. Quá khó tin! Kẻ này thật sự chỉ có cảnh giới thần đạo thôi ư? Lúc này một ông lão trầm giọng nói, huyết mạch của hắn không thể tiêu diệt được. Nghe thấy lời này, ba người Việt Tôn chợt giật mình. Dưới đòn tấn công toàn lực của bọn họ, tuy thượng thần huyết mạch của Diệp Quân bị nứt ra nhưng sức mạnh huyết mạch của hắn vẫn không hề bị tiêu diệt. Không thể tiêu diệt. Sao có thể chứ? Phải biết rằng bốn người họ là cảnh giới khai đạo, hơn nữa bốn người họ còn liên thủ tấn công, nhưng vẫn không thể mài mòn sức mạnh huyết mạch kia. Việt Tôn đứng đầu nhìn chằm chằm Diệp Quân ở phía xa, sát ý trong mắt ông ta như biến thành thực thể, không thể để hắn được sống. Lúc này, ông ta cảm nhận được một cảm giác sợ hãi. Tám phần thần tính. Một mình chống lại bốn cao thủ cảnh giới khai đạo. Đây đã không chỉ là vấn đề yêu nghiệt nữa rồi. Đây là quá yêu nghiệt. Yêu nghiệt vô cùng. Lúc này một cao thủ cảnh giới khai đạo chợt nói, hắn ta đã là nỏ hết đà rồi. Cơ thể của Diệp Quân đã bị nứt ra, xương trắng xuất hiện rõ ràng, vô số máu tươi chảy ra từ trong người hắn. Nếu không nhờ thân thể của Ngao Thiên Thiên gia trì thì trong khoảnh khắc khi nãy đã đủ khiến thần hồn của hắn tan biến rồi. Bốn cao thủ cảnh giới khai đạo cùng ra đòn, hắn và Ngao Thiên Thiên bây giờ hoàn toàn không thể chống lại được. Bây giờ hắn phải dựa vào sức mạnh huyết mạch và kiếm thanh huyên để chống lại. Diệp Quân đột nhiên ngẩng đầu lên, lúc này bốn cao thủ cảnh giới khai đạo đã biến mất, trong nháy mắt, vô số hơi thở đáng sợ lao nhanh về phía hắn. Tiểu tháp chợt nói, gọi người. Diệp Quân khẽ nói, tháp ra, từ trước đến giờ ta có từng liều mạng chưa? Tiểu tháp hoảng hốt nói, người đừng làm chuyện ngu ngốc, người không thắng nổi đâu. Nó vừa dứt lời, trong người Diệp Quân chợt xuất hiện hai luồng sức mạnh huyết mạch đáng sợ,
trong nháy mắt một tượng thần cao nghìn trượng dần ngưng tụ sau lưng hắn. Một nửa đỏ như máu, một nửa màu tím đậm. Tượng thần ngưng tụ từ hai loại huyết mạch. A! À, khi tượng thần hai huyết mạch sắp ngưng tụ được, Diệp Quân đột nhiên hét to, đôi mắt trở nên dữ tợn, thân thể vốn đã nứt ra lại càng nứt nhiều hơn, linh hồn cũng biến mất với một tốc độ kinh khủng. Đây là lần đầu tiên hắn đồng thời ngưng tụ hai loại huyết mạch, nhưng mà hắn hoàn toàn không thể chịu đựng được. Có điều lúc này hắn đã không còn lá bài tẩy và đường lui nào nữa rồi. Chỉ có thể liều mạng chiến đấu thôi. Tuy tượng thần hai huyết mạch kia vẫn chưa hoàn toàn ngưng tụ, nhưng những uy lực huyết mạch đáng sợ đã kéo đến từ trong thiên địa, uy lực huyết mạch cường đại làm bốn cao thủ cảnh giới khai đạo phải dừng lại. Bốn người kinh hãi. Mà lúc này, Diệp Quân đã sử dụng hết sức lực cuối cùng của mình để nâng kiếm Thanh Huyên lên. Tượng thần huyết mạch vẫn chưa ngưng tụ hoàn toàn sau lưng hắn cũng cầm kiếm Thanh Huyên bằng hai tay chém xuống. Thấy cảnh này, bốn người nhóm Việt Tôn trợn mắt, không chút do dự đồng thời lùi lại. Oanh! Kiếm chém xuống, mắt thường có thể nhìn thấy tất cả tinh hà đều sụp đổ, Việt Tôn đứng đầu cũng bị chém trúng người. Mà lúc này, sau khi chém ra một kiếm, Diệp Quân chậm rãi ngã về sau, hơn nữa linh hồn của hắn cũng biến mất bằng một tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Không chỉ thế mà tượng thần hai huyết mạch sau lưng hắn sau khi chém ra một kiếm cũng lập tức vỡ tan, biến thành vô số sức mạnh huyết mạch lan ra xung quanh. Diệp Quân nhìn vũ trụ tinh không yên tĩnh, ý thức dần tan rã, tầm mắt cũng ngày càng mơ hồ. Diệp Quân khẽ nói, tháp ra, đuổi theo bước chân của cha ta, thật sự rất mệt mỏi. Dứt lời, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, kiếm Thanh Huyên trong tay cũng từ từ rơi xuống. Lúc này, kiếm Thanh Huyên đang rơi xuống đột nhiên dừng lại, sau đó khẽ rung lên. Lúc này, một cánh tay giữ lại linh hồn đang rơi xuống của Diệp Quân. Bốn người nhóm Việt Tôn dừng lại. Cả bốn nhìn chằm chằm phía xa, nơi đó có một người đàn ông áo trắng nhẹ nhàng ôm lấy linh hồn của Diệp Quân. Việt Tôn nhìn chằm chằm người đàn ông, ngươi là ai? Người đàn ông vuốt lại vạt áo hơi nhăn cho Diệp Quân, sau đó ngẩng đầu nhìn Việt Tôn, cười khẽ, ta là Diệp Huyên. Diệp Huyên. Nghe thấy lời của người đàn ông áo trắng, Việt Tôn hơi cau mày, sau một lúc lâu suy nghĩ, ông ta lắc đầu, chưa từng nghe thấy. Người đàn ông cũng không tức giận mà chỉ cười khẽ. Việt Tôn đột nhiên siết chặt tay phải. Một khí thế đáng sợ như nước lũ kéo về phía người đàn ông áo trắng. Tinh hà cuồn cuộn, nhưng khí thế kia còn chưa đến gần người đàn ông đã biến mất trong im lặng. Thấy cảnh này, sắc mặt bốn người nhóm Việt Tôn chợt thay đổi. Việt Tôn nhìn chằm chằm người đàn ông, có chút bản lĩnh đấy. Người đàn ông cười to. Việt Tôn ở phía xa đang muốn nói gì đó thì một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu ông ta, đi. Đi. Việt Tôn hơi ngạc nhiên, sau đó sắc mặt trở nên rất khó coi. Đi bây giờ ư? Sao có thể cam tâm chứ? Diệp Quân kia đang bị thương nặng, không còn khả năng chiến đấu, còn người đàn ông áo trắng kia tuy trông có chút bản lĩnh, nhưng bốn đánh một, lợi thế vẫn ở phía bọn họ. Nhưng ông ta không dám không nghe theo mệnh lệnh kia. Vì đó là chí thánh đạo giả. Đi! Giọng nói kia lại vang lên trong đầu Việt Tôn một lần nữa, các ngươi không thể đấu với người này được đâu, để ta. Bọn họ không thể chống lại được. Việt Tôn cau mày, ông ta quan sát người đàn ông áo trắng phía xa, không tin lắm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ông ta không biết người đàn ông này có mạnh hay không, nhưng trông có vẻ rất giống là người có chỗ dựa. Tuy trong lòng hơi không cam lòng và không muốn, nhưng ông ta cũng không dám làm trái lệnh thánh chí đạo giả, chỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua người đàn ông, rút lui. Dứt lời. Ông ta dẫn theo ba người bên cạnh cùng nhau biến mất ở cuối tinh hà. Người đàn ông áo trắng cũng không đuổi theo, ông ấy vẫn luôn chú ý vào Diệp Quân trong lòng, ánh mắt vô cùng dịu dàng, còn chứa đựng sự đau lòng. Lúc này, ông ấy nhớ đến bản thân trước đây. Lúc trước dường như ông ấy còn thê thảm hơn thằng nhóc này. Nghĩ đến điều đó, người đàn ông áo trắng không khỏi bật cười, bây giờ nhìn lại, những vất vả trước đây cứ như mới diễn ra ngày hôm qua. Cuối cùng thời đại của ông ấy cũng đã qua rồi. Lúc này thời không sau lưng người đàn ông đột nhiên hơi rung động, sau đó có một người phụ nữ bước nhanh tới trong sự vây quanh của một nhóm cao thủ. Người đến chính là Chu Phản.
Lúc nhìn thấy người đàn ông, sắc mặt một nhóm cao thủ bên cạnh Chu Phạn đều hơi thay đổi, lập tức vây quanh Chu Phạn với vẻ mặt cảnh giác như gặp phải kẻ thù đáng sợ. Mà lúc này Chu Phạn lại vẫy tay, những cao thủ kia mới lui xuống, nhưng vẫn rất cảnh giác. Chu Phạn bước chậm về phía người đàn ông áo trắng, một cao thủ bên cạnh vội vàng ngăn cản cô ta, cẩn thận. Chu Phạn lắc đầu, không sao, có lẽ tiền bối này là người thân của Diệp công tử. Dứt lời, cô ta bước chậm về phía người đàn ông, cô ta hơi cúi người, tiền bối là người thân của Diệp công tử sao? Người đàn ông chậm rãi đứng dậy, sau đó ôm lấy Diệp Quân đã bị thương nặng đến mức hôn mê đi tới trước mặt Chu Phạn, ông ấy cười khẽ, cô nương có thể giúp ta trông thằng bé một lúc không? Chu Phạn nhìn thoáng qua Diệp Quân đang hôn mê, gật đầu, được. Dứt lời, cô ta đón lấy Diệp Quân từ trong lòng người đàn ông. Lúc này Tiểu Tháp chợt nói, tiểu chủ. Người đàn ông cười nói, tháp ra. Tiểu Tháp vội nhắc nhở, không không, tiểu chủ gọi ta là Tiểu Tháp được rồi. Người đàn ông cười khẽ, ta từng đi theo ngươi, gọi ngươi là tháp ra cũng đúng. Tiểu Tháp chần chừ một lúc rồi nói, tiểu chủ, có phải người lại định thao túng tâm lý ta nữa không? Người đàn ông áo trắng. Tiểu Tháp lại nói, vì sao tiểu chủ không giết những người kia? Người đàn ông nhìn Diệp Quân trong lòng Chu Phạn, cười đáp, gần đây Thanh Nhi hơi nóng tính, để cho muội ấy đến giết cho nguôi giận. Tiểu Tháp đang muốn đáp lời thì người đàn ông đột nhiên ngẩng đầu, hơi cau mày nhìn về phía sâu trong tinh không, một lúc lâu sau đó, ông ấy lắc đầu cười, ta phải đi rồi. Tiểu Tháp nói, tiểu chủ, có phải người cãi nhau với Thiên Mệnh tỷ tỷ không? Người đàn ông hỏi ngược lại, ngươi muốn biết à? Tiểu Tháp đáp, đương nhiên. Vừa mới cất lời. Vụt. Một thanh kiếm đột nhiên chém xuống từ trên trời, Tiểu Tháp còn chưa kịp phản ứng thì thanh kiếm đã chĩa thẳng vào đỉnh tháp. Kiếm hành đạo. Tiểu Tháp kinh hãi nói, là tiểu chủ bảo ta hỏi mà. Diệp Quân. Người đàn ông cười khẽ, ông ấy mở lòng bàn tay, kiếm hành đạo bay vào tay ông ấy nhìn về phía Chu Phạn, cười khẽ, cô nương, vất vả cho cháu rồi. Chu Phạn chần chừ một lúc rồi nói, bá phụ sẽ quay lại nữa chứ? Người đàn ông đáp, cháu là một cô bé rất thông minh, gặp được cháu là may mắn của thằng nhóc này. Câu nói này khiến trong lòng Chu Phạn như nở hoa, vì cô ta đã chắc chắn người đàn ông trước mặt chính là phụ thân của Diệp Quân. Nhận được sự tán thành của người nhà Diệp Quân là một chuyện rất vui với cô ta. Người đàn ông nhìn thoáng qua Diệp Quân, trong mắt lóe lên sự cương triều. Lúc này dường như cảm nhận được điều gì đó, ông ấy ngẩng đầu nhìn lên rồi cười khẽ, đến rồi. Dứt lời ông ấy biến thành một tia kiếm quang biến mất ở nơi sâu trong tinh không. Người đàn ông áo trắng vừa đi, sắc mặt Chu Phạn đột nhiên thay đổi, cô ta xoay người nhìn về phía cách đó nghìn trượng, thời không ở nơi đó đột nhiên sôi trào. Lúc này một đạo nhân xuất hiện bên cạnh Chu Phạn. Đạo nhân nhìn chằm chằm khu vực thời không đang cuồn cuộn kia với nét mặt rất nặng nề, có cao thủ đang đi tới nơi này từ biên giới vũ trụ đang nứt ra. Chu Phạn đang định đáp lời thì đạo nhân chợt nói với vẻ sợ hãi, đến rồi. Âm thanh vừa vang lên, một đao khí đỏ như máu phá không bay nhanh về phía mọi người. Thấy cảnh này, đạo nhân vốn định ra tay chợt thay đổi sắc mặt, lập tức nói, Từ Thiên, ông ra tay đi. Từ Thiên của chùa Phạm Thiên ở phía xa chửi tục một tiếng, mẹ kiếp. Tuy rất không vui nhưng ông ta không thể không ra tay, Diệp Quân kia có chết hay không ông ta không quan tâm cho lắm, nhưng nếu Chu Phạn chết ở đây thì ông ta cũng không cần tu Phật nữa mà thành Phật luôn cho rồi. Từ Thiên bước tới trước mặt Chu Phạn, sau đó chắp hai tay thành hình chữ thập, hét to, nộ uy bất động. Oanh! Một tia kim quang đột nhiên bay lên trời từ dưới chân những người đang có mặt. Sau đó biến thành một tấm khiên sáng khổng lồ màu vàng chắn trên đầu mọi người. Lúc này thanh đao kia đã chém tới. Chỉ một đao đã khiến tấm khiên vỡ tan, tất cả những người đang có mặt đều chấn động đến mức liên tục lùi lại. Tất cả mọi người đều hoảng hốt. Chu Phạn bảo vệ Diệp Quân liên tục lùi về sau, khi dừng lại, dường như cảm nhận được điều gì đó nên cô ta ngẩng đầu nhìn về phía cách đó nghìn trượng, nơi đó có một cô gái huyền ảo đang đứng. Trong suốt tựa như khói mờ, cô ta buộc tóc đuôi ngựa, tóc đen như mực dài đến eo, mặc áo choàng màu đỏ tươi như máu, eo thắt đai lưng màu đen, vòng eo nhỏ nhắn không đủ một vòng tay, trên chân mang một đôi giày đế dày màu đỏ, càng có vẻ quyến rũ hơn, môi hơi cong,
trong nụ cười như có như không còn mang theo vẻ bướng bỉnh. Trong tay cô ta cầm một thanh trường đao đỏ như máu. Nhưng sau lưng cô ta lại đeo một thanh kiếm. Đao tu, kiếm tu. Cô ta cầm đao chậm rãi đi về phía mọi người, một cảm giác áp bức như rời sông lấp biển kéo về phía mọi người. Đạo quân trầm giọng nói, cô ta không phải bản thể. Không phải bản thể. Nghe thấy thế, mọi người xung quanh đều kinh ngạc. Không phải bản thể mà khiến tất cả mọi người phải lùi bước chỉ với một đao. Phải biết rằng nơi này có bốn cao thủ khai đại cảnh, ngoài ra cảnh giới thấp nhất cũng là ách đạo, nhưng vẫn không chịu được chiêu đao của người phụ nữ này. Người phụ nữ áo choàng đỏ chợt nói, người đàn ông bí ẩn khi nãy đâu? Chu Phạn biết cô ta hỏi cha của Diệp Quân, lập tức nói, ông ấy có chuyện bận phải đi, sẽ quay lại ngay. Người phụ nữ nhếch môi, sẽ quay lại ngay. Hù dọa ta à, ta đâu có non thế. Nói xong, cô ta chợt nhìn về phía Diệp Quân trong lòng Chu Phạn, không hề nói nhiều mà lập tức giơ tay chém xuống một đao. Một tia đao khí vạn trượng lóe lên như sấm chớp, lao thẳng đến chỗ Chu Phạn và Diệp Quân. Thấy thế, đạo quân kinh hãi, hòa thượng, mau đỡ. Chết tiệt! Từ Thiên nổi giận, ông già, ông nghĩ lão nạp là khiên đỡ đòn à? Tuy nói thế nhưng ông ta vẫn tiến lên một bước, hai tay chắp lại thành hình chữ thập, niệm Phật hiệu, một tia Phật quang bắn lên trời từ trong người ông ta, sau đó biến thành một tấm khiên Phật quang màu vàng chắn trên đầu mọi người. Nhưng khi chiêu đao kia chém xuống, tấm khiên vẫn vỡ tan tành, Từ Thiên liên tục phun máu tươi như suối, khiến mọi người sợ hãi. Thấy cảnh này Chu Phạn híp mắt lại, nói một cách quyết đoán, rút lui. Dứt lời cô ta ôm Diệp Quân xoay người muốn đi, một cao thủ cảnh giới khai đạo lập tức mở ra đường hầm thời không. Đạo quân và Từ Thiên kia cũng vội xoay người bỏ chạy, mà Từ Thiên vẫn đang vừa lui vừa phun máu. Còn người phụ nữ mặc áo choàng đỏ kia thì lại không rút lui mà ung dung lấy một cây mía ra bắt đầu ăn, đợi đến khi ăn múa xong, cô ta mới nâng huyết đao lên cười hì hì, sau đó sải bước về phía trước. Vụt! Chỉ trong nháy mắt, thời không tinh vực trong phạm vi mấy trăm vạn dặm đều nứt ra. Mà dường như đạo quân ở cuối đường hầm thời không cảm nhận được điều gì đó, ông ta chợt híp mắt, hòa thượng, mau đỡ. Từ Thiên giận dữ mắng, lão tử, lão nạp đỡ cái mẹ nhà ông. Ông ta vừa lên tiếng, đường hầm thời không sau lưng mọi người chợt nứt ra, những cơn sóng xung kích lực lượng không ngừng lan tràn khắp xung quanh, khiến người ta vô cùng sợ hãi. Mọi người quay đầu nhìn lại. Một tia đao khí màu máu đang chém mạnh về phía mọi người. Từ Thiên xa sầm mặt, người phụ nữ này đúng là hiếp người quá đáng. Dứt lời ông ta chợt tiến lên một bước, hai tay chắp thành hình chữ thập, trong nháy mắt một tượng Phật màu vàng cao nghìn trượng xuất hiện sau lưng ông ta. Ông ta nghiêng người về phía trước, tay phải nắm chặt thành quyền đánh về phía trước, tượng Phật sau lưng ông ta cũng làm động tác như thế. Vô số Phật quang bay tới. Nắm đấm này khiến đao khí kia dừng lại tại chỗ. Nhưng vào lúc này, bức tường của đường hầm thời không bên phải Chu Phạn đột nhiên nổ tung, sắc mặt Chu Phạn thay đổi, đạo quân bước lên phía trước ngăn cản trước mặt Chu Phạn. Hai tay ông ta tạo ấn, thầm niệm một khẩu quyết cổ xưa, sau đó những tia sáng đột nhiên xuất hiện, trong tia sáng là một thanh đạo kiếm phù văn. Oanh! Đạo kiếm phù văn này ngăn chắn đao khí, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, đạo kiếm phù văn của ông ta đã nứt ra, đồng thời lại có một tia đao khí khác phá không bay tới. Đạo kiếm bị chém bay, lực lượng mạnh mẽ ngay lập tức chém vỡ toàn bộ đường hầm thời gian. Khi đường hầm thời không tan vỡ, mọi người xuất hiện trong một bầu tinh không tĩnh lặng. Đạo quân và mấy người nhóm Từ Thiên vây kín Chu Phạn, cách trước mặt bọn họ nghìn trượng là một người phụ nữ mặc áo choàng đỏ đang cầm một thanh huyết đao. Người phụ nữ tay phải cầm đao, tay trái cầm mía, gặm vài cái rồi nhổ ra. Cô ta không ra tay. Đang ăn cho hết cây mía. Đạo quân ở bên cạnh Chu Phạn nhìn chằm chằm vào người phụ nữ, trầm giọng nói cô ta đang chơi trò mèo vờn chuột. Mèo vờn chuột. Nghe thấy lời của đạo quân, sắc mặt mọi người trở nên cực kỳ khó coi. Người phụ nữ này quá ngông cuồng. Đạo quân lại nói, có lẽ cô ta là cao thủ đứng đầu ác đạo minh. Dứt lời, ông ta quay đầu nhìn về phía Chu Phạn, điện hạ, chúng ta phải nghĩ cách trở về Đại Chu. Chu Phạn nói, nhiều nhất 15 phút quân thần sách sẽ đến.
Đạo quân kinh ngạc nói, điện hạ sử dụng thần binh lệnh của Đại Chu rồi sao? Chu Phạn gật đầu. Đạo quân ngẫm nghĩ một lúc, sau đó gật đầu nói, dùng cũng đúng. Lúc này, người phụ nữ phía xa đã ăn hết cây mía trong tay, cô ta lau khóe miệng, sau đó nhìn về phía Chu Phạn, không hề nhiều lời mà đột nhiên lao về phía trước, một tia đao khí màu máu lập tức chém tới chỗ mấy người nhóm Chu Phạn. A-di-đà Phật. Từ Thiên đột nhiên chắp tay lại, Phật quang thoáng chốc bao phủ khắp xung quanh, một pho tượng Phật vàng cao vạn trượng xuất hiện sau lưng mọi người, tượng Phật vàng cúi xuống, bảo vệ tất cả mọi người. Tượng Phật vàng ngăn cản chiêu đao. Nhưng tượng Phật cũng xuất hiện vết nứt. Lúc này lại một chiêu đao chém tới. Oanh! Tượng Phật vỡ vụn, Từ Thiên bị trận cơn chấn động làm lùi ra xa mấy nghìn tượng, vừa dừng lại đã phun ra một ngụm máu. Người phụ nữ liếc mắt nhìn mọi người, lắc đầu nói, rác rưởi, đều là rác rưởi. Nói đến đây, cô ta đột nhiên nhìn về phía Từ Thiên, ông là người rác rưởi nhất. Mẹ kiếp! Từ Thiên lập tức nổi giận, thiêu đốt thân thể. Mọi người! Từ Thiên thật sự thiêu cháy thân thể. Trước khi xuất gia, ông ta xuất thân từ thổ phỉ, tuy sau này quy y cửa Phật, nhưng bản chất vẫn chưa bao giờ mất đi. Sự sỉ nhục lớn thế này! Sao ông ta có thể chịu được? Sau khi thiêu cháy thân thể, khí tức của Từ Thiên thoáng chốc tăng vọt, từng luồng kim quang tuôn ra từ cơ thể ông ta tựa như thủy triều, cực kỳ đáng sợ. Từ Thiên tiến lên một bước, lật tay phải sau đó ấn xuống, Đại Phật cầm tay. Ầm ầm, trên đỉnh đầu người phụ nữ áo đỏ, thời không chợt nổ tung, sau đó một bàn tay Phật khổng lồ hạ xuống, bắt lấy cô ta. Người phụ nữ áo đỏ vẫn bình tĩnh. Đưa tay lên vung ra một đao. Phập, đao khí màu đỏ máu phá không bay ra, thoáng qua đã phá vỡ bàn tay Phật khổng lồ đó. Kim cương bất hoại. Lúc này, giọng của Từ Thiên chợt vang lên. Dưới cái nhìn của mọi người, những Phật quang màu vàng không ngừng giáng xuống, bay vào trong cơ thể Từ Thiên, mà sau khi Phật quang liên tục bay vào cơ thể ông ta, trên cơ thể ông ta dần ngưng tụ một chiếc áo giáp màu vàng. Mà vào lúc này, người phụ nữ áo đỏ hóa thành một luồng huyết quang bay trên đỉnh đầu tứ hoàng tử, ngay sau đó, một thanh đao màu đỏ máu chém xuống đầu ông ta. Từ Thiên chắp hai tay lại, bất động như núi. Bùm! Nhát đao chém lên đầu Từ Thiên, cơ thể Từ Thiên run lên, vô số Phật quang rung chuyển. Ông ta đã đỡ được nhát đao này. Lúc này, người phụ nữ áo đỏ lại chém xuống một đao nữa. Từ Thiên lập tức bị chém văng xa mấy vạn trượng, vừa dừng lại vô số Phật quang đã dao động trong cơ thể ông ta, tựa như sóng nước lan ra mấy trăm vạn trượng. Từ Thiên lúc này giống như tượng nhỏ phát sáng. Lúc này, người phụ nữ áo đỏ lại biến mất lần nữa. Thấy thế, con người Từ Thiên co rụt lại thành đầu mũi kim. Ngay lập tức, hàng chục đao khí đỏ như máu chém lên người tứ hoàng tử. Phập 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 phập. Từ Thiên liên tục lùi lại. Mỗi bước lùi lại sẽ có một luồng Phật quang bay ra từ người ông ta, khi ông ta lùi lại mấy vạn trượng, Phật quang trên người đã trở nên mờ nhạt vô cùng, không chỉ vậy, áo giáp trên người ông ta cũng đã nứt, máu không ngừng thấm ra. Phập! Sau khi người phụ nữ áo đỏ chém xuống nhát đao cuối cùng, Từ Thiên lại lùi lại cả vạn trượng nữa, lần này Phật giáp trên người ông ta đã vỡ tan. Từ Thiên nôn ra mấy ngụm máu. Sau đó ngẩng đầu nhìn về người phụ nữ áo đỏ phía xa, chỉ có thế này thôi. Nói xong, ông ta lại phun ra mấy ngụm máu. Mọi người! Người phụ nữ áo đỏ lấy một miếng múa ra nhai, sau đó nói, ông là người mạnh miệng nhất ta từng gặp đấy. Từ Thiên lau vết máu nơi khóe miệng, quay đầu nhìn đạo quân bên cạnh, ta đã tiêu hao 3 phần linh khí của cô ta rồi, còn lại giao cho ông đấy. Người phụ nữ áo đỏ trước mặt không phải bản thể mà chỉ là ảo ảnh cần dùng linh khí hỗ trợ để duy trì. Đạo quân trầm giọng, người có thể gắng gượng thêm một lúc nữa không? Từ Thiên tức giận đùng đùng, thế thì cơ thể lão tử cũng chẳng còn nữa. Lúc này cơ thể ông ta đã bị thiêu cháy gần hết. Nếu thiêu tiếp thì chỉ có thể thiêu hồn thôi. Đạo quân nhìn chằm chằm người phụ nữ áo đỏ hồi lâu rồi lắc đầu, chúng ta không ngăn được cô ta đâu. Phải về Đại Chu thôi. Nói xong ông ta quay đầu nhìn Chu Phạn, điện hạ, người đi đi, ta và hòa thượng này ở lại đây ngăn cô ta. Từ Thiên chợt run run bảo, lão già, ta không ngăn được. Vừa rồi giao chiến với người phụ nữ áo đỏ, ông ta vẫn luôn phòng ngự,
không tấn công, không phải ông ta không muốn tấn công mà là ông ta chẳng thể tấn công được. Thực lực của người phụ nữ này quá kinh khủng. Nhưng Chu Phạn lại lắc đầu, chúng ta đều không đi được đâu. Đạo quân giật mình. Xa xa, người phụ nữ áo đỏ nhìn Chu Phạn, nhếch miệng cười, cô thông minh đấy. Nói đến đây cô ta lại nhìn Từ Thiên, không như lão đầu chọc này, ta chưa thấy người nào ngu như ông ta. Mọi người. Sắc mặt Từ Thiên cực kỳ khó coi, lửa giận trong lòng bốc lên, ông ta suýt nữa thì thiêu đốt linh hồn. Nhưng ông ta vẫn kìm lại. Bởi vì thực sự không thể đánh lại. Chu Phạn nói, các hạ, vì sao ác đạo minh lại nhắm vào vị Diệp công tử này? Người phụ nữ áo đỏ cắn một miếng mía rồi nói, ta chỉ quan tâm việc giết người, không quan tâm việc khác. Chu Phạn khẽ gật đầu, quay đầu nhìn tứ hoàng tử, thấy Chu Phạn nhìn lại, tim Từ Thiên đập thình thịch, bây giờ ông ta chỉ muốn giả chết. Thấy tâm hồn yếu ớt của Từ Thiên, Chu Phạn vẫn hơi không nỡ, vì thế cô ta do dự rồi nói, đại sư có thể đấu một lần cuối cùng nữa không? Từ Thiên liếc nhìn đạo quân bên cạnh. Trong lòng bàn tay đạo quân có phù ấn đang xoay tròn. Từ Thiên im lặng một lúc lâu rồi khẽ gật đầu. Mà phía xa, người phụ nữ áo đỏ lại nhìn đạo quân và Từ Thiên với ánh mắt đầy trêu chọc, cô ta cũng không vội, từ từ cắn mía. Từ Thiên hít sâu một hơi rồi bước ra một bước, xòe bàn tay ra, trong tay ông ta xuất hiện một phù ấn. Phật ấn Phạn Thiên. Đây là thần vật mạnh nhất chùa Phạn Thiên. Bên trong có chứa đạo pháp Phật gia của trụ trì chùa Phật Thiên, là thần khí trấn chùa. Từ Thiên nhìn Diệp Quân trong lòng Chu Phạn, im lặng không nói. Thật ra ban đầu ông ta không muốn nhúng tay vào chuyện rắc rối này, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến chùa Phạn Thiên. Hơn nữa thực lực của ác đạo minh đã vượt xa dự đoán của ông ta. Nhưng không có cách nào. Đại Chu đang cược lớn. Đạo môn cũng đang cược lớn. Nếu chùa Phạn Thiên không cược, sau này chắc chắn sẽ bị bỏ lại rất xa. Từ Thiên khẽ nói trong lòng, hy vọng vị Diệp công tử này thật sự đến từ vũ trụ nền văn minh cấp 5, nếu không lão tử sẽ thua tới nỗi chẳng còn quần trong luôn mất. Nói xong ông ta xòe bàn tay, Phật ấn Phạn Thiên trong tay bay lên không trung, trong chớp mắt, từng luồng Phật quang màu đỏ bay ra từ Phật ấn Phạn Thiên, đồng thời từng tiếng hát cổ xưa không ngừng vang lên trong đất trời. Tụng kinh Phật Pháp. Đằng xa, vẻ mặt người phụ nữ áo đỏ bình tĩnh như nước, cô ta vẫn đang gặm mía. Từ Thiên đột nhiên giận dữ chừng mắt nhìn người phụ nữ áo đỏ, yêu nghiệt, chết đi. Dứt lời, Phật ấn Phạn Thiên ấy bộc phát ra Phật quang đỏ rực đáng sợ quét về phía người phụ nữ áo đỏ. Bùm! Chỉ trong một giây, cả vũ trụ tinh hà đều bị thiêu đốt tan chảy. Người phụ nữ áo đỏ tiến lên phía trước. Tay cầm trường đao màu đỏ rồi chém xuống một nhát, chỉ một nhát đơn giản như vậy nhưng Phật quang đỏ rực lại bị chém thành hai, nhưng giây tiếp theo lại có một luồng Phật quang màu đỏ khác quét tới. Người phụ nữ áo đỏ lại chém một nhát đao nữa. Phật quang đỏ rực lại vỡ tan. Mà người phụ nữ áo đỏ lại chậm rãi đi về phía Phật ấn Phạn Thiên, mỗi bước đi nàng ta đều vung đao, mà mỗi khi đao hạ xuống đều sẽ có một luồng Phật quang rực lửa bị chém thành mảnh vụn. Bình tĩnh thờ ơ. Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt nhóm đạo quân đều trở nên vô cùng nặng nề. Lúc này họ mới biết mình đã đánh giá thấp thực lực của người phụ nữ áo đỏ này. Đánh giá quá thấp. Cô ta thật sự đang chơi trò mèo vờn chuột. Chu Phạn dần siết chặt tay phải, cô ta nhìn chằm chằm người phụ nữ áo đỏ phía xa, không biết đang nghĩ gì. Sắc mặt Từ Thiên vô cùng khó coi, ông ta cũng không ngờ thực lực của người phụ nữ áo đỏ này lại đáng sợ như vậy. Đến Phật ấn Phạn Thiên cũng không làm gì được cô ta. Đúng là yêu nghiệt. Người phụ nữ áo đỏ nhìn Từ Thiên chằm chằm, nhổ bã mía ra rồi nói, lão đầu chọc, còn chiêu nào nữa không? Từ Thiên chắp hai tay lại, hét lên, mời các vị sư tổ. Bùm! Phật ấn Phạn Thiên trong tay ông ta chấn động kịch liệt, trong nháy mắt, 12 hư ảnh màu vàng bay ra từ trong Phật ấn, mỗi hư ảnh màu vàng đều chắp tay, đồng thanh niệm kinh văn cổ thần bí. Bùm bùm bùm. Xung quanh, vô số phù văn Phật gia thần bí chợt hình thành, sau đó từng luồng kim quang bay ra từ phù văn, phóng thẳng về phía người phụ nữ áo đỏ. Xa xa, vẻ mặt người phụ nữ áo đỏ bình tĩnh như nước, cô ta phất tay chém ra một đao. Đơn giản và trực tiếp. Bùm. Đao quang màu máu chém ra như thác nước,
chặn lại toàn bộ Phật quang. Mà lúc này, một hư ảnh màu vàng trong số đó chợt tiến lên một bước, sau đó chỉ ra. Bùm! Trên đỉnh đầu người phụ nữ áo đỏ, một ngón tay khổng lồ màu vàng chợt giáng thẳng từ trên trời xuống. Người phụ nữ áo đỏ giơ tay vung đao. Phập! Ngón tay khổng lồ chợt vỡ tan, biến thành Phật quang nổ khắp bầu trời. Mà lúc này, hư ảnh màu vàng ấy chợt tiến lên một bước, dưới chân ông ta nở ra một đóa hoa sen vàng, sau đó ông ta chắp tay hơi cúi người, Phật tổ cúi đầu. Trước mặt người phụ nữ áo đỏ chợt xuất hiện một tượng Phật màu vàng, sau đó từ từ cúi đầu, trong nháy mắt, vô số thần quang Phật Pháp nghiền ép về phía người phụ nữ áo đỏ như trời sập. Xa xa, người phụ nữ áo đỏ hơi nheo mắt, cô ta xoay cổ tay, chém mạnh xuống một đao. Một luồng đao khí vạn trượng phá không bay ra. Bùm! Một tiếng nổ vang như sấm rung chuyển mặt đất làm cho mọi người đinh tai nhức óc, ngay sau đó vô số đao mang và Phật quang bắn ra, lan đi khắp phía. Mà người phụ nữ áo đỏ cũng bị lùi lại mấy trăm trượng. Đây là lần đầu tiên cô ta bị đẩy lùi. Vẻ mặt người phụ nữ áo đỏ vẫn bình tĩnh, cô ta nhìn hư ảnh màu vàng ấy nhếch miệng cười, sau đó tiếp tục gặm mía. Chu Phạn nhìn hư ảnh màu vàng rồi hỏi, Từ Thiên Đại Sư, vị này là nhị thế tổ của chùa Phạn Thiên à? Từ Thiên gật đầu, đúng vậy. Chu Phạn khẽ nói, mạnh thật. Nhị thế tổ chùa Phạn Thiên là cường giả tuyệt thế nổi danh lẫy lừng vào thời điểm đó. Từ Thiên nhìn người phụ nữ áo đỏ với vẻ mặt nặng nề vô cùng, thực lực của người phụ nữ này thật sự nằm ngoài dự đoán của ông ta đã sử dụng hết át chủ bài mà vẫn không làm gì được cô ta. Chu Phạn nhìn người phụ nữ áo đỏ xong thì quay đầu nhìn đạo quân khẽ gật đầu nói, lúc nào cũng sẵn sàng. Chu Phạn đang định lên tiếng thì lúc này người phụ nữ áo đỏ phía xa chợt nhổ bã mía cuối cùng trong miệng ra, sau đó hóa thành đao mang bay lên trời, hai tay cô ta cầm đao chém mạnh về phía trước một nhát. Phụt! Một đao khí mấy vạn trượng chém nứt tinh vực thương khung. Hư ảnh màu vàng kia chắp tay. Niệm miệng tiếng Phật hiệu rồi một pho tượng màu vàng xuất hiện sau lưng ông ta, pho tượng màu vàng ấy chắp tay bảo vệ ông ta bên trong. Đao khí hạ xuống. Tượng Phật màu vàng rung lên kịch liệt sau đó nứt ra. Người phụ nữ áo đỏ lại chém xuống một đao. Rầm. Tượng Phật màu vàng vỡ tan, biến thành những mảnh vỡ rải rác khắp bầu trời. Người phụ nữ áo đỏ lại chém tiếp. Hai bàn tay đang chắp lại của hư ảnh màu vàng chợt mở ra, dây tiếp theo hàng nghìn Phật quang tỏa ra từ người ông ta. Ầm ầm ầm, từng luồng Phật quang bộc phát, đao khí của người phụ nữ áo đỏ bị phá vỡ, bản thể của cô ta cũng liên tiếp lùi lại ngàn trượng. Nhưng vào lúc này, hư ảnh màu vàng kia cũng tan biến. Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt Chu Phạn tối sầm lại. Sau khi người phụ nữ áo đỏ dừng lại, cô ta xoay cổ rồi ngẩng đầu nhìn đạo quân nơi xa, cười hỏi chuẩn bị xong chưa? Đạo quân khẽ cau mày, dường như nghĩ đến gì đó, con người ông ta co rụt lại, kinh hãi nói cô cũng đang kéo dài thời gian. Nói đến đây, dường như nhận ra điều gì, sắc mặt ông ta chợt thay đổi, bản thể của cô sắp tới rồi. Bùm! Nơi xa, phía cuối tinh không không ngừng tràn vào từng luồng khí tức hủy thiên diệt địa. Lúc này, vẻ mặt nhóm đạo quân đều trở nên tái nhợt. Bản thể, cô gái áo đỏ chỉ là ảo ảnh, thực lực đã mạnh như thế, nếu là bản thể đích thân đến thì còn mạnh đến mức nào nữa? Mọi người đều cực kỳ kinh sợ. Sắc mặt Chu Phạn cũng trở nên cực kỳ nghiêm trọng, thực lực của cô gái áo đỏ trước mặt này vượt xa những gì cô ta nghĩ, hơn nữa đây chỉ là phân thân, nếu là bản thể. Không dám nghĩ. Đạo quân bỗng nói, hòa thượng. Các người bảo vệ điện hạ rời khỏi đây nhanh đi. Dứt lời, ông ta bỗng tiến lên một bước, xòe tay ra, thanh mộc ấn phóng lên trời. Ngay sau đó một ông lão mặc áo đạo sĩ màu xanh chậm rãi bước ra từ trong thanh mộc ấn. Tay phải ông ta cầm kiếm, tay trái cầm cái phất trần, râu tóc bạc phơ, khí chất như tiên nhân. Từ Thiên ngạc nhiên nói, thanh mộc đạo nhân. Thanh mộc đạo nhân, đạo chủ đời thứ 6 của nhà họ đạo. Địa vị ở nhà họ đạo chỉ đứng sau người sáng lập ra nhà họ đạo năm đó. Nhà họ đạo có hai thời đại huy hoàng nhất, thời đại thứ nhất là thời đại của người lập ra nhà họ đạo, thời kỳ đó nhà họ đạo một mình độc lập, còn ở trên hoàng quyền. Một đạo chỉ của nhà họ đạo, bốn phương có ai dám không tuân theo.
Thời đại thứ hai là thời đại Thanh Mộc Đạo Nhân. Thời đại của Thanh Mộc Đạo Nhân, nhà họ Đạo trấn áp cả trăm nhà vạn tộc, thời kỳ đó thánh chỉ của Hoàng tộc Đại Chu không thể quản được đạo chỉ của nhà họ Đạo. Thời đại đó, Hoàng tộc Đại Chu cũng cực kỳ hưng thịnh. Thấy đạo quân triệu hồi Thanh Mộc Đạo Nhân, Từ Thiên hơi kinh ngạc, phải biết rằng, đây là một trong con át chủ bài quan trọng nhất của nhà họ Đạo, cứ thế mà lấy ra dùng à. Mẹ nó chứ, lão đạo sĩ này không tiếc thật à. Mình hơi đánh giá thấp ông ta rồi. Chu Phản bỗng nói, đi thôi. Dứt lời, cô ta xoay người dẫn Diệp Quân biến mất khỏi đó. Lúc này không phải là lúc do dự, cô ta phải dẫn Diệp Quân quay về Đại Chu, chỉ có về đến Đại Chu mới có thể ngăn được cô gái áo đỏ bí ẩn này. Từ Thiên không nghĩ nhiều nữa, ông ta nhìn chằm chằm đạo quân, sau đó xoay người biến thành một tia sáng chạy theo. Sau khi xuất hiện, Thanh Mộc Đạo Nhân bỗng quay đầu nhìn Chu Phản và Diệp Quân ở đằng xa, ánh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Đạo quân ở bên dưới vội nói, Thanh Mộc Sư Tổ, Thiếu Niên và Điện Hạ là người mà nhà họ Đạo ta lựa chọn trợ giúp, hôm nay gặp đại nạn, mong Sư Tổ ra tay cứu giúp. Dứt lời, ông ta cúi người thật thấp. Thanh Mộc Đạo Nhân thu lại ánh mắt, nhìn đạo quân, không nói gì mà xoay người nhìn cô gái áo đỏ, cô ta giơ tay lên chém một đao xuống. Thanh Mộc Đạo Nhân vung cái phất trần lên. Một đao quang màu đỏ máu bỗng vỡ tan. Cô gái áo đỏ cong môi, cũng khá đấy. Thanh Mộc Đạo Nhân nhìn cô gái áo đỏ, mày kiếm cau lại, ác đạo minh. Cô gái áo đỏ không đáp lời, chỉ lấy một cây mía gặm. Thanh Mộc Đạo Nhân ngẩng đầu lên nhìn tận sâu tinh không, lặng thinh không nói. Đạo quân bên dưới hơi lo lắng, ông ta có thể cảm nhận được sư tổ hình như hơi kiêng dè ác đạo minh. Thanh Mộc Đạo Nhân bỗng quay đầu lại nhìn đạo quân bên dưới, ngươi là đạo quân đời thứ mấy? Đạo quân đáp, thưa sư tổ, đời 162. Thanh Mộc Đạo Nhân khẽ gật đầu, mặc dù thiên phú hơi kém nhưng mắt nhìn lại rất tốt, đáng khen. Đạo quân cười khổ, xem như đang khen mình vậy. Thanh Mộc Đạo Nhân nói, đi đi. Đạo quân do dự, sau đó cúi người thật thấp rồi xoay người biến mất tận cuối tinh không. Thanh Mộc Đạo Nhân nhìn cô gái áo đỏ, không nói gì. Chẳng mấy chốc cô gái áo đỏ đã gặm xong cây mía. Cơ thể cô ta dần thay đổi. Trở nên hư ảo, sau đó tan biến như khói. Ngay khi cô ta biến mất hoàn toàn, thời không phía đối diện Thanh Mộc Đạo Nhân nứt ra, sau đó một cô gái áo đỏ chậm rãi bước ra. Bản thể. Trong tay cô ta cũng đang cầm một cây mía. Cô gái áo đỏ nhìn Thanh Mộc Đạo Nhân. Khẽ cười nói, đợi ta ăn xong cây mía này, ta sẽ chém chết ngươi. Thanh Mộc Đạo Nhân gật đầu, được thôi. Cô gái áo đỏ gặm một miếng, nhai một hồi rồi nhả ra. Một người ăn, một người đợi. Cuối cùng cô gái áo đỏ gặm xong miếng mía cuối cùng, nhai một hồi nhưng lần này không nhả ra mà tiến đến trước một bước. Chỉ một bước mà cô ta đã đứng phía sau Thanh Mộc Đạo Nhân vạn trượng. Cô ta nhả miếng mía đó ra. Sau đó nhìn đao của mình, lưỡi đao xuất hiện một vết mẻ. Cô ta khẽ cười, có bản lĩnh nhưng không nhiều. Dứt lời, cô ta biến mất ở đằng xa. Thanh Mộc Đạo Nhân chậm rãi tan biến. Ở một bên khác, Thanh Mộc ấn trong tay đạo quân bỗng rung lên dữ dội, sau đó nhạt dần đi. Chu Phản quay đầu lại nhìn đạo quân, sắc mặt đạo quân trở nên khó coi, trong mắt đầy vẻ kiêng dè. Chu Phản sầm mặt. Cô ta biết e là Thanh Mộc Đạo Nhân đó đã lành ít dữ nhiều. Thật ra cũng bình thường, vị Thanh Mộc Đạo Nhân đó không phải là bản thể, nếu là bản thể, có lẽ còn có thể đánh với cô gái áo đỏ đó. Từ Thiên bỗng nói, phía trước là vũ trụ Đại Chu. Chu Phản ngưng suy nghĩ, đang định tăng tốc thì lúc này thời không ở đằng xa bỗng rung lên, sau đó một cô gái áo đỏ bước ra. Mấy người Chu Phản lập tức dừng lại. Sắc mặt đạo quân trở nên nghiêm trọng. Bản thể. Đạo quân trầm giọng nói, điện hạ, quân thần sách. Chu Phản lắc đầu, ta đã bảo họ lui đi rồi. Quân thần sách đúng là rất mạnh nhưng không thể đối phó với cô gái này, vì sẽ tổn thất quá nghiêm trọng. Vua đối đầu với vua. Tướng đối đầu với tướng. Quân thần sách hy sinh ở đây không có ý nghĩa gì. Đạo quân khẽ gật đầu, quả thật là thế. Ngay lúc này Từ Thiên bỗng bước ra, ông ta quay đầu lại nhìn Chu Phản, hai tay chắp thành chữ thập, điện hạ, ta có một yêu cầu.
Chu Phạn gật đầu, ông nói đi. Từ Thiên nhìn Diệp Quân vẫn còn hôn mê, sau đó nói, sau này, ta mong Diệp công tử hứa rằng ngày nào hắn còn sống, chùa Phạn Thiên ta sẽ còn tồn tại ngày đó. Chu Phạn cúi đầu nhìn Diệp Quân hôn mê trong lòng, gật đầu ta đồng ý thay hắn. Đạo quân nhìn Từ Thiên, hoảng sợ nói, hồ đồ, người muốn thiêu đốt thần hồn à? Từ Thiên tức giận nói, thiêu đốt con mẹ người đấy, ông đây muốn gọi tổ tông. Dứt lời, ông ta lấy một quyển kinh cổ ra, nhìn quyển kinh trong tay, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp, sau đó nói, vật này vốn là để đề phòng đạo môn của ngươi và Hoàng thất Đại Chu, nhưng hôm nay. Dứt lời, ông ta nhìn Diệp Quân trong lòng Chu Phạn, ta đánh cược một lần, nếu cược thắng, ta sẽ mang về cả vạn thế phúc phần cho chùa Phạn Thiên, không uống công cứu mạng của sư phụ năm đó, nếu cược thua thì chết mà thôi. Dứt lời, ông ta ngồi xuống, khoanh chân lại, hai tay chắp thành chữ thập, bắt đầu niệm kinh. Cô gái áo đỏ ở đằng xa nhìn Từ Thiên, mỉm cười không có ý ra tay ngăn cản. Chu Phạn nhìn cô gái áo đỏ, sau đó nói, đi. Dứt lời, cô ta dẫn mấy người Diệp Quân xoay người rời đi. Cô gái áo đỏ nhìn Chu Phạn ở đằng xa khẽ cười, vẫn không ngăn lại. Lúc này cuốn kinh cổ trước mặt Từ Thiên bỗng rung chuyển, sau đó một câu kinh Phật vang lên từ trong đó. A-di-đà Phật. Lúc này, một luồng sáng vàng tỏa ra từ trong quyển kinh, một hòa thượng mặc áo vải chậm rãi bước ra từ trong ánh sáng vàng đó, trong tay cầm ngọn đèn dầu đang cháy, ánh sáng mờ ảo như có thể tắt bất cứ lúc nào. Từ Thiên vội đứng dậy, hai tay chắp lại thành chữ thập, bái kiến sư tổ. Sư tổ, người lập ra chùa Phạn Thiên, Khô Đăng Tăng Nhân. Cô gái áo đỏ nhìn Khô Đăng Tăng Nhân, sau đó lại thấy một cây mía ra. Sau khi gặm một miếng, cô ta cười nói, ta thích đánh kiểu gọi người ở đằng sau ra như vậy lắm. Khô Đăng Tăng Nhân nhìn cô gái áo đỏ, vẻ mặt hiền từ, ác đạo minh. Cô gái áo đỏ vẫn gặm mía, không nói gì. Cô ta có thói quen, thích ăn mía trước khi giết người. Khô Đăng Tăng Nhân đang định nói gì, Từ Thiên ở một bên bỗng nói, sư tổ, người chống đỡ nhé, ta chuồn trước đây. Dứt lời. Ông ta xoay người biến thành một tia sáng biến mất ở tinh hà phía xa. Khô Đăng Tăng Nhân sửng sốt, hơi bất ngờ, trụ trì đời này sao chẳng giống hòa thượng chút nào vậy. Khô Đăng Tăng Nhân không nghĩ nữa, quay đầu nhìn cô gái áo đỏ cách đó không xa, không biết ngươi là hộ pháp hay là tôn sứ của ác đạo minh. Cô gái áo đỏ khẽ cười, ngươi cũng biết một ít về ác đạo minh đấy nhỉ. Khô Đăng Tăng Nhân mỉm cười, lúc trước từng tiếp xúc với các ngươi. Nhưng không nhiều. Cô gái áo đỏ gặm một miếng mía, nhai một lúc rồi nói, hòa thượng, hỏi ngươi một câu. Khô Đăng Tăng Nhân gật đầu, cô nương cứ hỏi. Cô gái nhìn Khô Đăng Tăng Nhân, ngươi từng tham gia vào trận chiến Đăng Thiên à? Khô Đăng Tăng Nhân khẽ gật đầu, ừ. Cô gái áo đỏ cười nói, thảo nào. Khô Đăng Tăng Nhân nói, cô nương cũng từng tham gia. Cô gái áo đỏ bình thản nói, từng giết Tam Trọng Thiên. Khô Đăng Tăng Nhân rũ mi không nói gì, cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên. Cô gái áo đỏ nói tiếp, nghe nói chân vũ trụ có một người tên là chân thần đánh rất giỏi, lần này ta quay về muốn đi gặp cô ta. Khô Đăng Tăng Nhân nói, đừng nói ta chỉ là một phân thân, cho dù bản thể có ở đây cũng không phải là đối thủ của cô nương, nhưng con cháu đời sau gặp khó khăn, ta không thể không ra tay cứu giúp. Dứt lời, cụ ta bước lên trước, chắp hai tay lại thành chữ thập. Thầm niệm một câu kinh cổ. Xung quanh bỗng xuất hiện tia sáng, cùng lúc đó từng âm thanh cổ bí ẩn vang lên từ vũ trụ giữa trời đất. Cô gái áo đỏ khẽ cười, không nói gì, mà là tiến lên một bước, vừa đáp xuống, cô ta chỉ còn cách phía sau Khô Đăng Tăng Nhân vạn trượng. Cô ta nhả miếng mía trong miệng ra, sau đó nói, đại sư, người có bản lĩnh nhưng không nhiều. Dứt lời, cô ta lại tiến đến một bước. Lúc đáp xuống thì đã biến mất không thấy nữa. Khô Đăng Tăng Nhân hai tay chắp lại, chậm rãi tan biến. Ở một bên khác, Từ Thiên như có cảm ứng, quay phắt lại, ánh mắt đầy vẻ hoảng sợ. Sắc mặt đạo quân và Chu Phạn bên cạnh ông ta xa sầm, sắc mặt Từ Thiên trắng bệch như giấy, mẹ nó chứ, ngay cả sư tổ cũng không thể ngăn được yêu nữ đó. Chu Phạn không nghĩ nhiều, lập tức nói, đến Hoàng Thành Đại Chu. Lúc này họ đã đi vào vũ trụ Đại Chu. Chu Phạn dẫn theo Diệp Quân. Cô ta chạy về phía xa,
Cùng lúc đó giọng cô ta như sấm rền vang lên từ trong vũ trụ tinh hà, kẻ địch mạnh đến, người ở nơi này mau rời khỏi đây, không được tự ý chống chọi lại. Các cường giả hoàng tộc Đại Chu nấp trong tối xung quanh vẫn còn hơi do dự, lúc này chỉ nghe Chu Phản tức giận nói, nhanh chóng lui đi. Lúc này các cường giả đó không dám do dự nữa, đồng loạt lui đi rời xa khu vực này. Chu Phản ôm Diệp Quân điên cuồng chạy thẳng đến Hoàng thành Đại Chu. Nhưng lúc đi vào Hoàng thành Đại Chu, một cô gái bỗng xuất hiện trước mặt họ. Chính là cô gái áo đỏ đó. Nhìn thấy cô gái áo đỏ, Chu Phản sầm mặt, sắc mặt Đạo Quân và Từ Thiên bên cạnh cô ta cũng cực kỳ không tốt. Cô gái này quả thật là vô lý. Cô gái áo đỏ gặm một miếng mía, sau đó cười nói, muốn vào thành à. Không cần phiền phức thế đâu, vào đi. Dứt lời, cô ta nghiêng người nhường đường. Chu Phản nhìn cô gái áo đỏ, không nói gì. Cô gái áo đỏ nhả miếng mía ra, sau đó cười nói, ta không đùa với cô, vào đi. Chu Phản im lặng một lúc, sau đó dẫn mọi người đi vào trong hoàng thành. Cô gái áo đỏ đó không ngăn lại thật, để mặc họ đi vào trong hoàng thành. Cô gái áo đỏ xoay người nhìn hoàng thành Đại Chu, mỉm cười, một mình ta sẽ đánh với cả Đại Chu các ngươi. Trên hoàng thành, một cô gái bỗng xuất hiện bên cạnh Chu Phản. Chính là Nhất Niệm. Chu Phản nhìn Nhất Niệm, cô nương là. Nhất Niệm liếm hồ lô đường, sau đó nói, cần ta đánh giúp cô không? Chu Phản hỏi, cô nương ở cảnh giới nào? Nhất Niệm nói, cảnh giới thần đạo. Chu Phản nhìn Nhất Niệm im lặng. Cô ta có thể cảm nhận được cô nương này không hề tầm thường, chắc chắn là cảnh giới thần đạo nhưng vừa nghĩ đến cô gái áo đỏ, cô ta đánh bay suy nghĩ để cô nương trước mặt này thử. Cô nương này vừa nhìn đã biết là người thân của Diệp Quân, cô ta không thể để cô nương này mạo hiểm. Nghĩ đến đây, cô ta xoa đầu Nhất Niệm, sau đó nói, cô bảo vệ bản thân cho tốt là được. Nhất Niệm, bên ngoài hoàng thành, cô gái áo đỏ cầm đao đứng đó, tay trái cầm một cây mía. Cắn một miếng, nhai một hồi rồi nhả ra. Vẻ mặt hết sức bình thản. Tay cô ta cầm một thanh trường đao màu đỏ máu, sau lưng đeo một thanh kiếm không biết tên. Rất nhiều cường giả hoàng tộc Đại Chu đứng trên hoàng thành, sắc mặt mọi người đều cực kỳ nghiêm trọng. Đã không biết đã bao nhiêu năm không có ai đến mạo phạm hoàng tộc Đại Chu. Hơn nữa lại còn táo bạo, trắng trợn như vậy. Một người đánh cả Đại Chu. Ngông cuồng. Một ông lão bỗng bước đến trước mặt cô gái áo đỏ, ông ta định nói gì đó thì Chu Phản trên tường thành bên dưới bỗng nói, chết lão, lùi lại. Ông lão xoay người hơi cúi người với Chu Phản, sau đó nói, điện hạ, người này xúc phạm Đại Chu, ta không thể nhịn được, hôm nay chống lại lệnh, sau này mong điện hạ trừng phạt. Dứt lời ông ta xoay người đánh một quyền về phía cô gái áo đỏ. Cú đấm như sấm, vừa nhanh lại vừa ngang tàng. Cô gái áo đỏ chém một nhát đao xuống. Bù! Chỉ một nhát nhẹ nhàng, ông lão đó bị chém làm đôi, máu văng tung tóe. Bị giết trong tích tắc. Mọi người ở đó đều hoảng sợ. Sắc mặt Chu Phản tái nhợt, bắt đầu từ lúc này, không có lệnh của ta, không ai được ra khỏi thành nghênh chiến. Dứt lời cô ta quay lại nhìn Đạo Quân bên cạnh, Đạo Quân khẽ gật đầu, sau đó vận chuyển huyền khí nói, khởi trận. Ở sâu trong một ngọn núi trong hoàng thành Đại Chu, một luồng sáng xanh bỗng lao lên trời, thoáng chốc dãy núi và thời không cách đó cả mấy vạn dặm rung chuyển dữ dội. Luồng sáng xanh đó dần ngưng tụ thành một người đàn ông trung niên mặc áo đạo sĩ, tay cầm một thanh kiếm đạo. Trời đất xung quanh, từng tia sáng màu xanh bí ẩn liên tục tụ lại chỗ người đàn ông trung niên áo đạo sĩ. Đạo sát trận. Sát trận mạnh nhất của đạo môn. Trận pháp này do người lập ra đạo môn tự mình tạo ra, hơn nữa để lại một phân hồn đặt trong đó làm cốt lõi của trận pháp. Trong ngàn trăm vạn năm nay, mỗi một đời chủ đạo môn đều sẽ đưa sức mạnh của mình vào trận pháp này, thế nên uy lực của trận pháp này không ngừng tăng lên hàng năm. Đây cũng là lá bài mạnh nhất của đạo môn. Đạo Quân quay sang nhìn Chu Phản trầm giọng nói, Đạo Quân yên tâm, Đại Chu ta và Diệp Công Tử sẽ không phụ đạo môn. Đạo Quân khẽ gật đầu. Thật ra trận pháp này dùng để đề phòng chùa Phản Thiên và hoàng tộc Đại Chu, bây giờ dùng thì ít nhất 1.000 năm không thể sử dụng nữa. Nếu lúc này Đại Chu ra tay với đạo môn thì đạo môn sẽ không còn sức đánh trả. Sở dĩ ông ta làm thế là đánh cược. Đánh cược rất lớn.
một lần hết mọi thứ. Lúc này mà rút lui đã không còn khả năng nữa, nếu đã thế thì dồn toàn lực. Nếu thắng thì bắt đầu từ bây giờ đạo môn sẽ một bước lên cao. Nếu thua thì từ lúc này đạo môn sẽ bị tiêu diệt. Đạo quân nhìn Diệp Quân trong lòng Chu Phạn, sau đó xoay người cúi người thật thấp với nơi nào đó, mong sư tổ phòng địch. Trên bầu trời ở dãy núi xa xôi, sư tổ nhà họ Đạo ngẩng đầu lên, ngay sau đó cụ ta tiến đến một bước, cụ ta đã xuất hiện trước mặt cô gái áo đỏ. Cô gái áo đỏ gặm một miếng mía, sau đó cười nói, đợi ta ăn xong miếng mía này. Sư tổ nhà họ Đạo nhìn cô gái áo đỏ, sau đó nói, ác đạo minh. Cô gái áo đỏ không nói gì, chỉ tiếp tục gặm mía. Sư tổ nhà họ Đạo xoay người nhìn đạo quân vội cúi người chào. Sư tổ nhà họ Đạo đánh giá đạo quân một hồi rồi lắc đầu, thiên phú quá kém. Đạo quân, sư tổ nhà họ Đạo lại nói, mục tiêu của cô nương này hình như không phải là nhà họ Đạo ta, người sử dụng trận pháp này chắc là có nguyên nhân khác. Tất nhiên là đạo quân không dám giấu, chỉ đành nói thật. Nghe đạo quân nói xong, sư tổ nhà họ Đạo nhìn đến Diệp Quân trong lòng Chu Phạn, khi nhìn thấy Diệp Quân, mắt cụ ta hiện lên vẻ ngạc nhiên. Đạo quân nói, nhân cách của Diệp công tử này rất tốt, hắn đã hứa chỉ cần vượt qua kiếp nạn hôm nay, sau này chắc chắn sẽ đưa nhà họ Đạo ta lên đỉnh cao. Sư tổ nhà họ Đạo nói, hắn là người nhà họ Đạo ta à? Đạo quân lắc đầu, không phải. Sư tổ nhà họ Đạo khẽ gật đầu, sau đó xòe bàn tay ra, một miếng ngọc bội màu xanh ngọc chậm rãi bay đến trước mặt Diệp quân, bắt đầu từ bây giờ, Diệp công tử này là sư đệ của ta. Sư đệ. Mọi người đều ngơ ngác. Người hoang mang nhất là đạo quân. Chuyện gì đây? Sư tổ, người ở đây đang nhận đệ tử thay sư phụ đấy à? Vấn đề là sư phụ của người là ai cơ chứ? Vì ở nhà họ Đạo, vị trước mặt này đã là sư tổ rồi, cụ ta còn sư phụ à? Chưa từng nghe nói. Chu Phạn nhìn ngọc bội trước mặt, vẻ mặt lộ ra vẻ kỳ quái. Sư tổ nhà họ Đạo nhìn Chu Phạn, khẽ cười không nói gì. Chu Phạn im lặng một lúc rồi nhận lấy ngọc bội, ta nhận thay Diệp công tử. Cô ta biết vị sư tổ nhà họ Đạo này muốn làm cho quan hệ của nhà họ Đạo và Diệp quân trở nên bền chặt hơn, nhưng điều này cũng rất bình thường, dù sao nhà họ Đạo đã từ bỏ tất cả. Có lẽ sư tổ nhà họ Đạo không cần quan hệ thân phận này, nhưng người đời sau của nhà họ Đạo chắc chắn sẽ cần. Dù sao tình nghĩa của con người sẽ nhạt dần đi. Nhưng nếu Diệp quân có một thân phận ở nhà họ Đạo thì lại khác hoàn toàn. Qua bao nhiêu thời đại, chỉ cần Diệp quân còn sống, hắn cũng là một phần của nhà họ Đạo, ai muốn động vào nhà họ Đạo thì phải cân nhắc kỹ lưỡng. Thấy Chu Phạn nhận thay Diệp quân, sư tổ nhà họ Đạo lập tức nở nụ cười, cụ ta xoay người nhìn cô gái áo đỏ, lúc này cô ta đã ăn xong cây mía trong tay. Cô gái áo đỏ cười nói, ông ra tay đi. Sư tổ nhà họ Đạo khẽ gật đầu, xin cô nương chỉ dạy. Dứt lời cụ ta bỗng tiến đến trước một bước, biến thành tia kiếm quang màu xanh. Ngay khi kiếm quang đó xuất hiện, trên trời dưới đất bỗng xuất hiện hàng vạn sức mạnh pháp sắc đại đạo, ngoài ra còn có một tia sức mạnh bí ẩn. Đạo chuyên thuộc. Tất nhiên cụ ta không giống với các cường giả độc khai nhất đạo khác, dù sao cụ ta không chỉ sáng tạo ra một đạo, mà còn truyền lại đạo này để nhiều người đi theo. Sau khi khai đạo thì lập đạo thống, truyền đạo cho thế gian. Cường giả cảnh giới khai đạo cực kỳ ít, người có thể lập đạo thống, còn truyền đạo cho thế gian lại càng hiếm. Sư tổ nhà họ Đạo vung một nhát kiếm này ra không chỉ là độc khai nhất đạo, ngoài đại đạo còn có đạo của mình, là một loại đạo khá hoàn thiện. Cô gái áo đỏ híp mắt lại, cô ta tiến đến trước bổ một đao xuống. Vèo! Đao và kiếm giao nhau. Thoáng chốc cả người sư tổ nhà họ Đạo trở nên mờ ảo, tựa khói xanh, tựa xương mỏng. Cô gái áo đỏ lùi về sau cả ngàn trượng, thanh đao màu đỏ máu trong tay cô ta đã có vết nứt khắp nơi, huyết khí bí ẩn không ngừng dâng trào như thủy triều. Cô gái áo đỏ nhìn huyết đao trong tay, sau đó ngẩng đầu lên nhìn sư tổ nhà họ Đạo ở phía xa, khẽ cười, khá đấy. Sư tổ nhà họ Đạo cười nói, cô nương vẫn chưa đánh hết sức. Cô gái áo đỏ gật đầu. Sư tổ nhà họ Đạo hỏi, tung ra mấy phần sức lực. Cô gái áo đỏ lấy một cây mía ra bắt đầu gặp, sau đó nói, một phần. Sư tổ nhà họ Đạo sửng sốt.
sau đó bật cười rồi cả người dần tan biến. Cô gái áo đỏ nói, ông không hề yếu, nếu có bản thể ở đây, có lẽ chúng ta có thể đánh một lúc. Sư tổ nhà họ Đạo không nói gì thêm nữa, hoàn toàn biến mất. Xung quanh lặng im như tờ. Sư tổ nhà họ Đạo đã thua. Mà cô gái đó chỉ mới đánh có một phần sức mạnh. Một phần. Thế này thì đánh làm sao được. Rất nhiều người đã bắt đầu tuyệt vọng. Cô gái đó mạnh đến mức khiến người khác tuyệt vọng, không có bất kỳ ý nghĩ phản kháng nào. Lúc này cô gái áo đỏ đó bỗng nhìn Chu Phạn, mỉm cười nói, cô tự tay giết thiếu niên trong lòng cô, ta sẽ bỏ qua cho Đại Chu, cô thấy thế nào? Chu Phạn đứng trên tường thành im lặng không nói. Áp lực đến từ phía Đại Chu. Mọi người xung quanh đều quay đầu nhìn Chu Phạn, lúc này nhiều người chợt ý thức được thì ra cô gái này đuổi đến đây không phải nhằm vào Đại Chu mà là vì thiếu niên này. Thiếu niên này là ai? Cô gái áo đỏ lại nói, tiểu cô nương, thiếu niên này vốn dĩ không phải là người Đại Chu, cô lại vì hắn mà đẩy cả Đại Chu rơi vào nguy hiểm, đáng sao? Không phải người Đại Chu. Nghe cô ta nói thế, sắc mặt nhiều cường giả ở đó đều xa sầm. Nếu thiếu niên này là người Đại Chu, vậy Đại Chu bảo vệ hắn là chuyện dễ hiểu, nhưng hắn không phải người Đại Chu, tại sao Đại Chu lại vì hắn mà khiêu khích một cường giả đáng sợ như vậy? Phạn Điện Hạ có quan hệ gì với thiếu niên này? Cho dù là mối quan hệ đó, sao Phạn Điện Hạ lại có thể vì một thiếu niên mà không màng đến lợi ích của cả Đại Chu? Chu Phạn trên tường thành nhìn cô gái áo đỏ ở đằng xa, vẻ mặt cực kỳ phức tạp, cô gái này chỉ nói một câu là khiến lòng người Đại Chu vốn dĩ đoàn kết tan rã. Cô gái áo đỏ ở ngoài thành nhìn Chu Phạn, ánh mắt hơi khiêu khích. Cô ta không phải sợ Đại Chu đoàn kết một lòng, cô ta chỉ cảm thấy như vậy khá vui, chỉ thế thôi. Một ông lão đầu trắng trên tường thành bước ra, ông ta hơi cúi người với Chu Phạn, sau đó nói, Điện Hạ, người này là người Đại Chu ta sao? Vẻ mặt Chu Phạn hơi phức tạp, Nguyên tướng, ông bước ra khiến ta cũng hơi bất ngờ. Nguyên tướng, tướng quốc của Đại Chu, một đại biểu của Nho giáo, đại diện cho hàng trăm triệu học giả ở Đại Chu, có địa vị then chốt trong Đại Chu. Nguyên tướng trầm giọng nói, lão thần biết cô gái kia cố ý nói thế để chia rẽ Đại Chu, muốn làm cho nội bộ Đại Chu sinh ra bất mãn, nhưng ta vẫn phải ra mặt hỏi một câu, người này là người Đại Chu sao? Chu Phạn lắc đầu, không phải. Vừa nghe cô ta nói thế, xung quanh lập tức nhốn nháo, ánh mắt nhiều người đã trở nên không còn thiện ý. Nguyên tướng nhìn Chu Phạn, Điện Hạ vì người này mà muốn Đại Chu không tiếc bất kỳ giá nào đối đầu với cô nương đó ư. Lúc này Đạo Quân bước ra, chắp tay lại nói, Nguyên tướng, hắn là người trong lòng của Điện Hạ, không biết như thế có tính là người của Đại Chu không? Nguyên tướng nhíu mày, ông ta nhìn Chu Phạn nhìn Diệp Quân khẽ gật đầu. Nguyên tướng nhìn Chu Phạn, lại hỏi, Điện Hạ, vị công tử này là người trong lòng người thật sao? Chu Phạn gật đầu, phải. Nguyên tướng gật đầu, vậy dĩ nhiên được xem là người Đại Chu, nếu đã là người Đại Chu thì dĩ nhiên Đại Chu phải ra sức bảo vệ. Dứt lời ông ta xoay người nhìn cô gái áo đỏ, Đại Chu ta tồn tại mấy trăm triệu năm, đã trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ, từng có vinh quang thành bại, cũng suýt nữa bị hủy diệt, nhưng Đại Chu chưa bao giờ sợ hãi. Hôm nay cho dù tất cả người dân Đại Chu có chiến đấu đến đẫm máu, cũng phải bảo vệ người này. Trước tiên bắt đầu từ các học giả bọn ta. Dứt lời ông ta bỗng tiến đến trước một bước, một tượng thần chính trực bỗng xuất hiện sau lưng ông ta. Tượng thần hạo nhiên. Đất trời trong lành. Độc khai nhất đạo. Tượng thần hạo nhiên. Tượng thần vừa xuất hiện, trời đất bỗng xuất hiện khí thế hừng hực cuồn cuộn. Đất trời trong lành. Cô gái áo đỏ cắn hai miếng mía, sau đó nhả ra, cô ta nhìn Nguyên tướng, cười nói, học giả à, có tâm huyết, được đấy. Nguyên tướng nói, xin chỉ dạy. Dứt lời, tượng thần hạo nhiên đằng sau ông ta bỗng cúi người đánh một quyền về phía cô gái áo đỏ. Tài khí ba vạn trượng. Ở Đại Chu, học giả không phải là người tầm thường, học giả đều là những người có tài năng, từng chữ họ thốt ra đều như tỏa ra ánh sáng, rực rỡ như gấm vóc. Những người nhà nho chỉ cần nói một câu, tài khí rực rỡ như mặt trời và mặt trăng. Đối mặt với tài khí ba vạn trượng, cô gái áo đỏ bỗng giơ đao lên chặn lại. Vèo! Cô gái áo đỏ liên tục lùi lại cả trăm trượng. Tài khí biến mất. Lúc này Nguyên tướng lại tung ra một đấm.
Ngay khoảnh khắc tung ra cú đấm đó, trời đất như phải cúi đầu. Tài khí 10 vạn trượng. Cô gái áo đỏ lại giơ kiếm lên đỡ đòn. Bù! Cô gái áo đỏ lùi về sau 300 trượng, thời không ở những nơi đó đều nổ tung, nứt toác. Nguyên tướng hít sâu một hơi, siết chặt hai tay lại, nhưng sau đó lại buông ra, ông ta xòe tay ra, một thanh thước cổ xuất hiện trong tay ông ta. Thước Hạo Nhiên! Có người ngạc nhiên thốt lên. Thước Hạo Nhiên! Một trong ba thần khí siêu cấp của nước Đại Chu, năm đó được thủy tổ nhà Nho ngưng tụ thành, ngày nào cũng được nuôi dưỡng bằng tài khí của các đệ tử nhà Nho. Thanh thước vừa xuất hiện, tất cả tà khí ở cả Đại Chu đều bị quét sạch. Đạo quân bên cạnh Chu Phạn trên tường thành trầm giọng nói, điện hạ, bệ hạ. Chu Phạn trầm giọng nói, ông ấy tự có sắp xếp. Đạo quân gật đầu, sau đó nhìn Diệp quân, ông ta do dự một chốc rồi nói, sao Diệp công tử vẫn chưa tỉnh. Chu Phạn nhìn Diệp quân, khẽ nói, bị thương rất nặng. Đạo quân gật đầu, như nghĩ đến gì đó. Ông ta bước đến trước mặt Nhất Niệm đang ăn hồ lô đường, ông ta mỉm cười, cô nương, cô có biết lửa thiên hành không? Nhất Niệm quay đầu nhìn đạo quân. Đạo quân nói, cô biết chứ? Nhất Niệm gật đầu. Đạo quân trầm giọng nói, thế này nhé, lát nữa nếu chúng ta thật sự đánh không lại, cô có thể lấy lửa thiên hành của Diệp công ta ra, sau đó giả làm người của nền văn minh thiên hành, xem thử có thể dọa ác đạo minh này đi không? Nhất Niệm chớp mắt, không nói gì. Đạo quân hỏi, được không? Nhất Niệm gật đầu, ý hay. Đạo quân khẽ gật đầu, sau đó ngẩng đầu lên nhìn cô gái áo đỏ đằng xa, trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Cô gái này thật sự quá mạnh, cũng chỉ có thể xem cô nương này giả mạo nền văn minh thiên hành có dọa được cô ta đi hay không. Nguyên tướng trên bầu trời lấy thước Hạo Nhiên ra, sau đó tiến đến trước một bước rồi vung thước lên. Tài khí bắn ra cả trăm vạn trượng. Vì là đang ở Đại Chu nên ông ta có rất nhiều tài khí của học giả trợ sức, cộng thêm thước Hạo Nhiên này, có thể bắn ra tài khí cả trăm trượng. Tài khí cuồn cuộn lao về phía cô gái áo đỏ. Tinh hà sôi sục. Cô gái áo đỏ ở phía xa nheo mắt lại, cô ta tiến đến trước một bước chém một nhát đao xuống. Tài khí cả trăm vạn trượng nổ tung, biến thành vô số luồng khí bắn ra xung quanh, cùng lúc đó tượng thần Hạo Nhiên của nguyên tướng cũng vỡ vụn. Tài khí trăm vạn trượng là cực hạn của nguyên tướng, cũng là cực hạn của tượng thần Hạo Nhiên đó. Cô gái áo đỏ lùi về sau cả ngàn trượng, vừa dừng lại thanh huyết đao trong tay cô ta bỗng vỡ vụn, biến thành nhiều mảnh vỡ bay ra xung quanh. Lùi về sau cả ngàn trượng. Đao vỡ. Nhưng cả người chẳng bị làm sao. Ánh mắt nguyên tướng phía đằng xa hiện lên vẻ phức tạp và tia tuyệt vọng. Tài khí trăm vạn lại không thể làm cô gái trước mặt bị thương. Đánh thế nào được? Nguyên tướng bỗng quay đầu lại nhìn Từ Thiên đang trị thương bên dưới, thấy nguyên tướng nhìn sang, sắc mặt Từ Thiên thay đổi. Mẹ kiếp, ông nhìn ông ta làm gì? Ông thấy ta còn có thể đánh được nữa sao? Cũng may nguyên tướng không bảo Từ Thiên đi đánh nhau mà chậm rãi quay đầu sang nhìn Chu Phạn ở một bên. Chu Phạn khẽ gật đầu, tiếp theo cứ để Đại Chu ta. Nguyên tướng lùi về sau một bước đến trên tường thành Đại Chu. Cô gái áo đỏ ở chân trời nhìn mảnh vỡ huyết đao dần rơi xuống xung quanh, cười nói, được. Dứt lời, cô ta nhìn Chu Phạn bên dưới, Đại Chu vẫn có chút thực lực đấy, nhưng không nhiều. Ngay lúc này tận cuối chân trời, một luồng khí tức đáng sợ phóng lên trời, sau đó một người đàn ông trung niên từ trên không trung bước đến. Người đàn ông trung niên mặc một bộ áo bào trắng, mang đôi giày vải, sải bước nhanh đi đến, khí khái siêu phàm. Nhìn thấy người đến, Chu Phạn hơi ngạc nhiên. Vì cô ta không biết người đàn ông trung niên này. Chu Phạn quay đầu nhìn sang nguyên tướng bên cạnh, nguyên tướng trầm giọng nói, Cố Thần Sách, thống soái của quân Thần Sách, năm đó đã từng đi theo tiên tổ Đại Chu, điện hạ vừa mới tiếp nhận quân Thần Sách, không biết ông ấy cũng bình thường, vì ông ấy luôn đi vắng, rất ít khi về Đại Chu. Cố Thần Sách, Chu Phạn hơi kinh ngạc. Dĩ nhiên cô ta biết người này. Năm đó sau khi tiên tổ Đại Chu lập ra Đại Chu thì đã xây dựng một tháp công đức, trong tháp thờ 18 vị quan có công, vị Cố Thần Sách này là một trong số đó, hơn nữa còn xếp thứ ba, năm đó quân Thần Sách cũng được xây dựng theo tên của ông ấy. Sau khi Đại Chu thành lập, nhân vật truyền kỳ này bỗng biến mất, sau đó Đại Chu từng gặp nguy hiểm, cũng từng điều động quân Thần Sách nhưng vị này chưa từng trở lại.
Cô ta không ngờ lần này người này lại vội quay về. Sau khi Cố Thần Sách xuất hiện, vài cường giả đỉnh cấp nấp trong tối bỗng đứng lên chào, mừng rỡ nói, bái kiến thống lĩnh Cố. Chu Phản bỗng nói, tất cả con dân hoàng tộc hành lễ. Dứt lời, cô ta cũng cúi người xuống chào. Các thành viên hoàng tộc Đại Chu xung quanh cũng vội cúi người chào. Cố Thần Sách. Năm đó tiên tổ Đại Chu từng có lời dạy rằng, hễ là con cháu hoàng thất Đại Chu thì gặp Cố Thần Sách cũng phải như gặp trẫm. Rất nhiều con dân Đại Chu đều phấn khích không thôi. Lần đầu tiên nhìn thấy nhân vật trong truyền thuyết. Cố Thần Sách chậm rãi bước đến trước mặt cô gái áo đỏ, ông ấy nhìn cô ta, áo đỏ cây mía cơ tiểu kiếm, một người một kiếm đánh 9 ngày. Cơ tiểu kiếm gặm một miếng mía, cười nói, từng đánh ở trận chiến Đăng Thiên à. Cố Thần Sách gật đầu. Cơ tiểu kiếm lại hỏi, ông đánh với mấy trọng thiên? Cố Thần Sách cười nói, hai trọng thiên. Cơ tiểu kiếm cong môi nói, thế mà ông cũng dám đến. Cố Thần Sách chỉ vào Đại Chu phía sau, quốc gia gặp nạn, có thể không về sao? Cơ tiểu kiếm khẽ cười, sau đó nói, đợi ta ăn xong cây mía này, ta sẽ đánh chết ông. Cố Thần Sách khẽ gật đầu, ông ấy nhìn Diệp Quân đang ở trong vòng tay của Chu Phạn ở phía xa. Nói ta hơi bất ngờ, cơ tiểu kiếm cô lại đuổi theo một kiếm tu cảnh giới thần đạo. Cơ tiểu kiếm lắc đầu, mục tiêu của ta không phải hắn, ta đến tìm vị chân thần kia, hắn có quan hệ với chân thần, ta tiện thể đến giải quyết. Cố Thần Sách nói, chân thần đã trấn áp vũ trụ kiếp hàng ngàn trăm vạn lần đó à? Cơ tiểu kiếm gật đầu, ừ. Dứt lời, cô ta nhìn Chu Phản bên dưới, sau đó mỉm cười nói, ta khá ngạc nhiên. Vị thái tử của Đại Chu các ông thế mà lại bảo vệ tên đó bằng mọi giá. Ta đoán 80% cô ta đã phải lòng hắn. Cố Thần Sách nhìn Chu Phản, sau đó nói, nếu cô ấy là thái tử Đại Chu ta thì tuyệt đối không phải là người vô dụng, ta tin cô ấy, cũng tin vào mắt nhìn người của cô ấy. Cơ tiểu kiếm gật đầu, Đại Chu các ông chính trực đấy, như vậy lao vào đánh nhau mới càng thú vị. Cố Thần Sách cười nói, ta cũng rất mong chờ cây kiếm có thể giết được ba trọng thiên của cơ tiểu kiếm. Dứt lời, ông ấy xòe tay ra, một cây thương màu ngọc đen xuất hiện trong tay ông ấy, mũi thương có vệt máu đỏ. Cơ tiểu kiếm gặm một miếng mía, sau đó nói, ông không xứng để ta xuất kiếm. Dứt lời, cô ta nhả mía ra, lại nói, ta không có ý sỉ nhục ông, chỉ là đang nói sự thật. Cố Thần Sách nhìn cơ tiểu kiếm, xin hãy chỉ giáo. Lúc này cơ tiểu kiếm đã ăn xong cây mía, cô ta không lấy đao ra, cũng chẳng có kiếm, tiến đến trước một bước, đấm Cố Thần Sách một quyền. Chỉ một quyền gọn nhẹ, đơn giản. Thế nhưng sắc mặt Cố Thần Sách lập tức thay đổi, vì một quyền này đã kéo ông ấy đến thời không đại đạo đặc biệt của riêng cơ tiểu kiếm. Cô ta đang áp chế đại đạo của ông ấy. Cố Thần Sách nhắm mắt lại, trời đất trở nên yên tĩnh. Thoáng chốc. Cố Thần Sách bỗng cầm cây thương dài đâm về phía trước. Ầm, thời không vạn giới sục sôi, vô số sát khí bắn ra từ trong cây thương dài của ông ấy, sau đó biến thành từng luồng uy lực đại đạo. Đại đạo đối kháng, một nhát thương, một quyền, đều có đạo của nó. Cú đấm và nhát thương đó nổ tung khi va chạm vào nhau trước ánh mắt của mọi người. Không có sức mạnh hủy diệt trời đất trong tưởng tượng được nổ tung, không có động tĩnh gì. Mọi người nhìn chằm chằm chân trời. Lúc này cơ tiểu kiếm bỗng thay lại nắm đấm. Keng! Một tiếng răng rắc lanh lảnh bỗng vang vọng khắp trời đất, sau đó cây thương dài trong tay Cố Thần Sách vỡ nát rồi biến thành vô số mảnh vỡ bắn tung tóe dưới ánh nhìn của mọi người. Cơ thể Cố Thần Sách bắt đầu tan biến từng chút như tuyết dưới ánh mặt trời. Thấy thế, các cường giả Đại Chu xung quanh đều kinh hãi. Thua rồi! Một quyền! Chỉ một quyền thôi mà cảnh giới khai đạo như Cố Thần Sách cũng thua. Hơn nữa cô gái đó còn không dùng đến kiếm, không dùng đến đao mà đã khủng khiếp như vậy, nếu dùng kiếm nữa thì còn đáng sợ thế nào. Sắc mặt nhiều cường giả Đại Chu xám như cho. Chu Phạn nhìn chằm chằm cô gái áo đỏ ở phía xa, lúc này cô ta mới nhận ra một việc, đó là từ lúc bắt đầu đến giờ, cô gái này chưa từng đánh một cách nghiêm túc. Cô gái này cứ như đang chơi đùa. Lúc này Chu Phạn nhắm mắt lại, cho dù là cô ta cũng cảm thấy hơi sợ. Cô gái này mạnh đến mức vượt khỏi nhận thức của cô ta. Sắc mặt đám người đạo quân cũng trở nên nghiêm trọng chưa từng thấy,
sự lớn mạnh của cô gái này đã vượt khỏi nhận thức của họ. Cũng là độc khai nhất đạo, tại sao người ta lại mạnh đến thế? Họ không hiểu được. Cố Thần Sách ở phía xa khẽ nói, không hổ là cơ tiểu kiếm có thể giết được ba trọng thiên. Dứt lời, cơ thể ông ấy dần trở nên mờ ảo, một cơn gió nhẹ thổi qua, ông ấy biến mất. Hoàn toàn bị tiêu diệt. Cơ tiểu kiếm nhìn Chu Phản, cười nói, tiểu muội, ta cho cô một cơ hội nữa, thế nào? Chỉ cần cô giao người đàn ông trong lòng ra, ta sẽ rời đi, còn đảm bảo ác đạo minh sẽ không đến gây rắc rối cho Đại Chu nữa. Ngoài ra ta có thể nhận cô làm đệ tử, cô đừng lo, cơ tiểu kiếm ta nói chắc chắn sẽ làm. Mọi người nhìn Chu Phản. Bỏ mặc. Tất cả cường giả Đại Chu xung quanh đều đang nhìn Chu Phản. Thực lực của cô gái tên cơ tiểu kiếm này quả thật quá đáng sợ, họ đều tuyệt vọng cả rồi. Có đánh thêm nữa thì Đại Chu cũng không có cơ hội thắng, dù sao đằng sau cô gái này còn có một ác đạo minh. Giết một người, cứu cả Đại Chu. Nghĩ thế nào cũng là một vụ mua bán đáng giá. Quan trọng nhất là chỉ cần giết thiếu niên này, cô gái đáng sợ đó còn nhận Chu Phản làm đệ tử. Tức là Đại Chu có thể kết nghĩa với thế lực đáng sợ ác đạo minh này. Giết một người, không chỉ có thể cứu Đại Chu mà còn có thể xoay chuyển quốc vận. Nghĩ thế nào, tính toán thế nào? Đạo quân nhìn Chu Phản, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ thầm thở dài, không nói gì cả. Chuyện này chỉ có thể để Chu Phản tự quyết định. Nguyên tướng nhìn cơ tiểu kiếm đang gặm mía ở phía xa, sau đó lại nhìn Chu Phản, ánh mắt lóe lên tia phức tạp. Ông ta cũng không nói gì. Tiếp tục đánh. Đại Chu có thể thắng sao? Hiện giờ xem ra thì gần như không có cơ hội. Trừ khi Thủy Tổ Đại Chu về. Thế nhưng cho dù Thủy Tổ Đại Chu trở về cũng chưa chắc có thể đánh bại cô gái này, không chỉ thế. Sau lưng cô gái này còn có một ác đạo minh vừa bí ẩn vừa đáng sợ. Làm sao mà đánh? Không thể đánh được. Cơ tiểu kiếm nhìn Chu Phản, tiếp tục gặm mía, gương mặt hiện lên nụ cười, lộ vẻ hơi chế giễu. Chu Phản nhẹ nhàng xoa mặt Diệp Quân, sau đó mỉm cười nói, ta không bảo vệ được ngươi rồi. Nghe thế, rất nhiều cường giả Đại Chu xung quanh đều thầm thở phào. Cuối cùng cô ta cũng từ bỏ. Ngay lúc này cơ thể và thần hồn của Chu Phản bỗng bị thiêu đốt. A, mọi người thất kinh, đều không ngờ Chu Phản sẽ làm thế. Chu Phản dịu dàng xoa mặt Diệp Quân, nhẹ giọng nói, ta không thể phụ Đại Chu, nhưng cũng không muốn phụ ngươi. Dứt lời, cô ta cúi người hôn lên trán Diệp Quân. Cơ tiểu kiếm ở đằng xa nhìn Chu Phản, nụ cười trên môi dần biến mất. Lúc này khí tức của rồng bỗng lao lên từ Đại Chu. Trời đất chấn động. Sau đó khí tức của rồng đó từ trên trời rơi thẳng xuống, cuối cùng đi vào cơ thể Chu Phản và Diệp Quân. Bù! Ngọn lửa trên người Chu Phản lập tức bị chấn áp. Mọi người quay đầu lại nhìn, một người đàn ông trung niên mặc áo vàng nhạt bước đến từ phía chân trời. Hoàng đế Đại Chu! Là người mạnh nhất ở Đại Chu hiện nay. Mọi người xung quanh đều cung kính chào. Cơ tiểu kiếm nhìn Hoàng đế Đại Chu đang bước đến. Cười nói, ta còn tưởng ngươi không ra nữa. Hoàng đế Đại Chu mỉm cười nói, Hoàng đế Đại Chu các đời không có ai là rùa rụt cổ cả. Cơ tiểu kiếm gật đầu, nói thế tức là Đại Chu ngươi muốn tiếp tục cứng đầu nhỉ. Hoàng đế Đại Chu không đáp lời cơ tiểu kiếm mà cúi đầu nhìn Chu Phản, thấp giọng thở dài, đứa con ngốc, con thật sự nghĩ con và Diệp công tử này chết cùng nhau thì mọi chuyện sẽ kết thúc sao? Trước tiên không nói đến ác đạo minh. Nếu Diệp công tử chết ở chỗ chúng ta, những người đằng sau hắn có thể bỏ qua cho chúng ta sao? Đến lúc đó Đại Chu ta sẽ bị người ta chỉ trích, trong ngoài đều bị công kích. Ông ta không nói câu này với Chu Phản mà đang nói với các cường giả Đại Chu xung quanh đó, vì ông ta biết với sự thông minh của Chu Phản, tất nhiên cô ta sẽ hiểu được điều này. Mà các cường giả Đại Chu đó, có lẽ có người sẽ hiểu, nhưng lại không muốn nói ra, có người lại thật sự không hiểu. Đơn thuần cho rằng chỉ cần giết Diệp công tử đó thì Đại Chu sẽ vượt qua được nguy hiểm này. Người trên đời này thường có ảo tưởng, trước khi sự việc hỏng bét hoàn toàn, cho dù bản thân đã lâm vào tuyệt cảnh cũng vẫn còn may mắn, nghĩ rằng nếu mình lùi bước thì có thể được đối phương tha thứ. Nếu hôm nay Đại Chu giết Diệp Quân, tình cảnh chỉ sẽ trở nên hỏng bét hơn thôi. Vì lúc đó người mà Đại Chu đắc tội không chỉ là ác đạo minh mà còn có người đứng sau Diệp công tử này. Những nhân duyên ơn tình trước đó đều trở thành ác quả.
Chu Phạn nhìn thấy được điều này nhưng cô ta không thể nói. Người bên cạnh cô ta chắc chắn cũng có người có thể nhìn thấy được điều này, nhưng họ không muốn nói. Tại sao? Vì trong lòng tồn tại hoang tưởng. Lúc đất nước đối mặt với quyền lực vô song, luôn có vài người cho rằng chỉ cần chịu thua, khuất phục thì người ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Nhưng nào ngờ đến lúc ngươi chịu thua rồi thì người ta chỉ trở nên hung hăng bóc lột ngươi, ép hại ngươi. Nghe Hoàng đế Đại Chu nói thế, sắc mặt các cường giả Đại Chu đều trở nên không được tự nhiên, dĩ nhiên là họ hiểu Hoàng đế đang nói với họ. Đạo quân cũng khẽ gật đầu, điện hạ đừng làm chuyện ngốc nghếch, có chuyện gì, mọi người cùng chống đỡ. Từ Thiên cũng nói, có chuyện gì, mọi người cùng chống đỡ. Nguyên tướng cũng bước ra, nếu hôm nay Đại Chu bức chết điện hạ và Diệp công tử, sau này Đại Chu ta còn có thể ngẩng cao đầu với thế gian sao? Điện hạ, mặc dù thực lực của nhà Nho bọn ta không mạnh nhưng không ai tham sống sợ chết, chỉ cần điện hạ ra lệnh, 100 triệu nho sĩ lập tức thiêu đốt thần hồn. Ngay lúc này Cơ Tiểu Kiếm bỗng cười nói, quả thật hơi xem thường Đại Chu ngươi rồi. Hoàng đế Đại Chu nhìn Cơ Tiểu Kiếm, mỉm cười nói, cô nương, mặc dù Đại Chu ta thế lực yếu kém, nhưng vẫn có khí khái và chính trực, Diệp công tử này là con rể của Đại Chu, hắn là người Đại Chu. Nếu hắn đã là người Đại Chu ta sẽ không mặc kệ hắn không quan tâm, nếu cô nương muốn đánh thì Đại Chu ta sẽ đánh. Muốn đánh thì đánh. Lúc này tất cả cường giả Đại Chu nhiệt huyết sục sôi, đồng thanh hô lên. Đại Chu dựng nước được mấy tỷ năm, chưa từng sợ bất kỳ điều gì. Khí khái của Đại Chu không thể bị đứt đoạn ở thời đại này. Cơ Tiểu Kiếm nhả miếng mía cuối cùng trong miệng ra, sau đó nhìn Hoàng đế Đại Chu, cười nói, đến đây, cho ta xem thực lực của người mạnh nhất Đại Chu hiện nay đi. Dứt lời, cô ta biến mất khỏi đó. Cú đấm như sấm sét, tấn công đến ngàn dặm, lao thẳng đến chỗ Hoàng đế Đại Chu. Hoàng đế Đại Chu bật cười, sau đó đánh một quyền ra. Vừa tung quyền ra, tiếng gầm của rồng làm rung chuyển trời đất. Nắm đấm của hai người vừa chạm vào nhau, thời không xung quanh hai người bỗng dần biến thành cho tàn như giấy bị thiêu đốt. Bỗng chốc, xoạt, hai quyền mang khác nhau hoàn toàn bỗng nổ tung, hai người cùng lùi về sau. Cơ Tiểu Kiếm lùi về sau 600 trượng. Hoàng đế Đại Chu lùi về sau cả ngàn trượng. Thấy thế sắc mặt các cường giả Đại Chu đều trở nên khó coi. Cơ Tiểu Kiếm dừng lại, sau đó nhìn nắm đấm của mình rồi lại nhìn Hoàng đế Đại Chu, cười nói quyền vương đạo, được đấy. Hoàng đế Đại Chu nói, mặc dù cô nương không đặt trọng tâm vào tu quyền nhưng quyền đạo này lại cực kỳ bá đạo, đúng là hiếm thấy. Cơ Tiểu Kiếm cười nói, quyền đạo của ta rất yếu, có lẽ ngươi nên đến Đăng Thiên Vực dạo một vòng, một vài quyền tu ở đó mới là lợi hại. À không đúng. Nói đến đây, cô ta ngừng lại một lúc, sau đó cười nói, ngươi không có cơ hội đi đâu, vì ta sẽ đánh chết ngươi. Hoàng đế Đại Chu bật cười, đến đây. Dứt lời, ông ta bỗng xòe tay ra. Vèo. Bỗng chốc cả hoàng thành Đại Chu rung lên dữ dội, sau đó vô số vận khí vương đạo và số mệnh trời đất hội tụ về chỗ ông ta như thủy triều. Hoàng đế Đại Chu đang ở trong nước Đại Chu, có thể hấp thụ lấy khí vận của đất nước, vô địch trong cùng cấp bậc. Hoàng đế Đại Chu tiến lên trước một bước, lại tung ra một quyền. Chỉ trong tích tắc, thời không trước mặt ông ta biến thành cho tàn, Cơ Tiểu Kiếm bị quyền này đánh lùi về sau gần cả ngàn trượng. Thấy thế các cường giả Đại Chu xung quanh lập tức trở nên vui mừng. Hoàng đế Đại Chu lại tung ra thêm một quyền. Dầm! Cơ Tiểu Kiếm lại lùi về sau cả ngàn trượng. Hoàng đế Đại Chu bỗng biến mất khỏi đó. Bù! Lúc này thời không trời đất sục sôi thiêu đốt. Bốp! Cơ Tiểu Kiếm lập tức lùi về sau cả ngàn trượng. Áp chế đại đạo. Lúc này sau khi hút vận khí đất nước, Hoàng đế Đại Chu cưỡng chế chân áp quyền đạo của Cơ Tiểu Kiếm. Hoàng đế Đại Chu không ra tay mà lợi dụng thế tấn công mạnh như vũ bão mà Cơ Tiểu Kiếm phát ra, khiến Cơ Tiểu Kiếm lại lùi về sau. Bị áp chế hoàn toàn. Nhiều cường giả Đại Chu xung quanh đều nhốn nháo. Ánh mắt Chu Phạn trên tường thành hiện lên vẻ lo lắng. Vì cô ta nhận ra mặc dù Cơ Tiểu Kiếm đã bị trấn áp nhưng cô ta vẫn thoải mái tiến lên lui lại, hơn nữa đến giờ cô gái này chưa lấy ra thanh kiếm đằng sau. Cô ta là một kiếm tu đấy. Bùm! Ngay lúc này, sau một tiếng nổ đinh tai nhức óc, vô số quyền mang nổ tung,
cơ tiểu kiếm bị chấn động lùi về sau cả ngàn trượng. Hoàng đế Đại Chu đang định ra tay lần nữa, nhưng lúc này cơ tiểu kiếm ở đằng xa bỗng nhếch môi, đến lượt ta rồi. Dứt lời, cô ta bỗng bước nhanh về phía trước, biến thành một tia sấm lao thẳng về phía Hoàng đế Đại Chu. Hoàng đế Đại Chu nheo mắt lại, tay phải siết chặt lại, vô số khí vận trợ sức, thoáng chốc ông ta tung ra một quyền. Dùng hết sức lực, tất nhiên ông ta không dám khinh thường cô gái đối diện. Nắm đấm hai người vừa chạm vào nhau, Hoàng đế Đại Chu biến sắc. Bụp! Hoàng đế Đại Chu liên tục lùi về sau, khí tức của rồng trong người tản đi. Lúc này cơ tiểu kiếm bỗng biến mất khỏi đó lần nữa, một quyền ấn lao thẳng về phía Hoàng đế Đại Chu. Hoàng đế Đại Chu lại lùi về sau. Khí tức của rồng trong người lại bị phá. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người đều hóa đá. Sao đột nhiên lại bị áp chế ngược lại vậy? Ngay lúc này nguyên tướng bên cạnh Chu Phản bỗng run giọng nói, cô ta đang mượn đạo. Mượn đạo. Mọi người đều nhìn nguyên tướng, sắc mặt ông ta cực kỳ nghiêm trọng, cô ta đang mượn sức mạnh đại đạo hiện có. Đại đạo. Người đời thường nói độc khai nhất đạo, mà độc khai nhất đạo tức là mở ra đại đạo mới ngoài đại đạo hiện có. Đại đạo hiện có. Rất nhiều người đều bỏ qua đại đạo hiện có này. Đại đạo có sẵn này có yếu không? Tất nhiên là không. Có người độc khai nhất đạo là thật sự vượt qua đại đạo hiện có của vũ trụ mà người đó đang ở, còn có độc khai nhất đạo không vượt qua được nên mới đi vòng. Đây là sự khác biệt. Lúc này cơ tiểu kiếm đang mượn đạo để áp chế hoàng đạo của Hoàng đế Đại Chu, vấn đề cốt lõi nhất là cô ta thế mà có thể mượn được, hơn nữa sau khi mượn, uy lực còn đáng sợ như vậy. Cứ thế, Hoàng đế Đại Chu bị từng quyền của cơ tiểu kiếm đánh lùi. Mỗi lần như thế trong người Hoàng đế Đại Chu sẽ có một luồng khí tức của rồng bị phá tan. Nguyên tướng nhìn chằm chằm chân trời, cô ta muốn đánh nát khí vận quốc đạo của Đại Chu, phải ngăn cô ta lại. Ngăn cản. Mọi người đều im lặng không nói, ai có thể ngăn được chứ? Chu Phản bỗng nói, gọi tổ tông. Gọi tổ tông. Nguyên tướng quay phát lại nhìn Chu Phản, mặt đầy vẻ ngạc nhiên, ông ta biết Đại Chu gọi tổ tông chỉ còn lại một cơ hội cuối cùng. Tổng cộng có 3 lần, nhưng mấy năm nay Đại Chu đã dùng 2 lần, chỉ còn một lần cuối cùng, mà đây là lá bài cuối cùng của Đại Chu. Dùng xong là không còn nữa. Đây cũng được xem như là bùa hộ thân cuối cùng của Đại Chu. Đánh cược hết tất cả. Nguyên tướng nhìn Diệp Quân trong lòng Chu Phản, vẻ mặt hết sức phức tạp. Nếu đánh cược thua thì Đại Chu không phải quốc vận bị sụp đổ, mà có khả năng đất nước diệt vong. Dù sao, lãnh thổ Đại Chu có rất nhiều gia tộc và thế lực tông môn, nếu Đại Chu mất đi con át chủ bài siêu phàm này, rất có khả năng những gia tộc và thế lực tông môn đó sẽ liên minh lại rồi lật đổ Đại Chu, đến lúc đó Đại Chu sẽ quay về thời đại của tông môn gia tộc trước kia. Lần này Đại Chu thật sự đang đánh cược mọi thứ rồi. Lúc này Chu Phản bỗng xòe tay ra, lòng ấn bỗng xuất hiện trong tay cô ta nhắm mắt lại cho mời tiên tổ. Lòng ấn rung lên. Một tia sáng màu vàng phóng lên trời đi vào tầng mây, sau đó từng uy lực đáng sợ cuồn cuộn. Cơ tiểu kiếm ở đằng xa dừng lại, cô ta nhìn Chu Phản, ánh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Lúc này đằng sau cô ta bỗng vang lên một giọng nói, cậy đông ăn hiếp yếu đến nghiện rồi à? Tưởng ác đạo minh ta không có ai hả? Âm thanh đó vừa dứt lời, mười mấy khí tức đáng sợ bỗng cuồn cuộn lao đến. Thấy thế, sắc mặt tất cả cường giả Đại Chu trở nên trắng bệch. Nhất Niệm đang ăn hồ lô đường trên tường thành bỗng quay đầu lại nhìn tầng mây bên phải, khẽ nhíu mày. Nhất Niệm thu hồi ánh mắt, tiếp tục ăn hồ lô đường, nhưng nghĩ đến điều gì, cô ta bỗng nhìn Diệp Quân đang ngủ say ở một bên, lo lắng nói, Tháp gia, sao huynh ấy vẫn chưa tỉnh? Tiểu Tháp nói, thứ nhất là vết thương của hắn rất nặng, thứ hai là hắn không chữa trị vết thương trong tháp. Trị thương ở ngoài và trong tháp là hai chuyện khác nhau hoàn toàn. Nhất Niệm do dự một lúc, sau đó nói, ta đi nhắc nhở cô nương đó. Tiểu Tháp nói, ừ. Nhất Niệm liếm hồ lô đường, sau đó đi về phía Chu Phản. Phía sau cơ tiểu kiếm xuất hiện 12 người, 6 người trong đó đều là cường giả cảnh giới độc khai nhất đạo, người dẫn đầu chính là Việt Tôn. Ác bà cũng đi theo. Nhìn thấy thế trận phía sau cơ tiểu kiếm. Sắc mặt các cường giả bên Đại Chu đều trở nên nghiêm trọng. Ác đạo minh cũng phái người đến rồi.
Hơn nữa, vừa đến là xuất hiện nhiều cường giả đỉnh cấp như vậy, chỉ một mình cô gái kia thôi, Đại Chu đã khó có thể chống cự, huống chi hiện giờ có nhiều cường giả cảnh giới khai đạo như vậy. Đánh thế nào được? Thế nên sắc mặt các cường giả Đại Chu đều cực kỳ khó coi, thậm chí có người đã bắt đầu tính toán đường lui cho mình. Cùng hưởng quý phú. Được. Cùng trải qua hoạn nạn. Vậy thì không được. Việt Tôn ở phía xa lạnh lùng nhìn đám người Chu Phạt, sau đó nói, xem ác đạo minh ta không có ai à. Dứt lời, ông ta phất tay áo, phóng khí thế mạnh mẽ của mình ra. Cơ Tiểu Kiếm quay đầu nhìn Việt Tôn, hơi bất mãn, cũng không phải ta đánh không lại. Việt Tôn vội thu lại khí thế của mình, sau đó cung kính nói, vâng vâng. Đối mặt với vị đạo giả chí thánh trước mặt này, ông ta không dám tỏ ra bất kính, vì đối phương trở về từ Đăng Thiên Vực, mặc dù ông ta và đối phương đều là cường giả cảnh giới độc khai nhất đạo, nhưng bản thân ông ta biết rõ mình và đối phương có sự cách biệt cực kỳ lớn. Cơ Tiểu Kiếm phất lờ Việt Tôn, ngẩng đầu lên nhìn về phía xa, Hoàng đế Đại Chu đã bị cô ta đánh đến mức mặt mày tái nhợt, quanh người như thể xuất hiện vô số lỗ hổng, khí tức của rồng không ngừng bị phân tán. Lại thêm mấy quyền nữa là có thể phá nát hoàn toàn khí vận của Đại Chu. Nhưng cũng không sao. Không vội. Cơ Tiểu Kiếm thu lại tầm nhìn, sau đó nhìn tia sáng màu vàng, một ông lão chậm rãi bước ra từ ánh sáng màu vàng đó. Ông lão mặc một bộ long bào màu vàng, khuôn mặt già nua, tóc bạc phơ nhưng hai mắt vẫn cực kỳ nghiêm nghị, trên người toát ra sức mạnh áp bức vô hình. Ông ta vừa xuất hiện, thời không xung quanh đều sục sôi. Thủy Tổ Đại Chu. Nhìn thấy ông lão trước mặt, tất cả thần dân và cường giả Đại Chu đều lùi xuống cung kính chào. Năm đó Thủy Tổ lập quốc của Đại Chu có danh hiệu là vô địch ở cùng cấp bậc. Nhìn thấy Thủy Tổ Đại Chu, ác bà lập tức lộ ra vẻ kiêng dè, hôm đó bà ta suýt nữa bị một quyền của ông ta trấn áp. Hơn nữa Thủy Tổ Đại Chu lúc đó chỉ là một hư tượng thôi, còn lúc này lại là một thần hồn thật. Ác bà do dự một lúc, sau đó lùi về sau một bước, bà ta liếc nhìn xung quanh, chỉ cần tình hình không ổn, bà ta có thể chạy đi bất cứ lúc nào. Sau khi bước ra, Thủy Tổ Đại Chu nhìn Cơ Tiểu Kiếm ở đằng xa, sau đó quay đầu nhìn Chu Phạn, thấy Thủy Tổ Đại Chu nhìn sang, Chu Phạn lập tức cúi đầu chào, bái kiến tiên tổ. Cô ta đang định đưa Diệp Quân vào trong tiểu tháp thì tiên tổ bước ra. Thủy Tổ Đại Chu khẽ gật đầu, sau đó nhìn Diệp Quân hôn mê, chồng ngươi à. Mặt Chu Phạn đỏ bừng nhưng vẫn gật đầu. Nhất Niệm ở một bên nhíu mày, sao còn giành chồng nữa vậy? Lát nữa có cần một ngọn lửa thiêu cháy chỗ này? Thủy Tổ Đại Chu nhìn Diệp Quân một lúc rồi nói, rất lợi hại. Chu Phạn thầm thở phào, sau đó nhìn Cơ Tiểu Kiếm, ác đạo minh. Thủy Tổ Đại Chu bình tĩnh nói, đừng nghĩ nhiều như thế, đời ta làm việc gì cũng không thẹn với lòng là được. Dứt lời, ông ta nhìn Cơ Tiểu Kiếm, không nhiều lời mà chỉ giơ tay lên tung ra một quyền. Cơ Tiểu Kiếm cũng tung ra một quyền. Trời đất như bị hủy diệt. Lúc này cả Hoàng thành Đại Chu lập tức biến thành bột mịn, cũng may lúc đại chiến trước đó, Hoàng thất Đại Chu đã sơ tán người trong thành đi rồi, nếu không lần đánh nhau này e là không biết có bao nhiêu người mất mạng. Mọi người nhìn chân trời, nơi đó Cơ Tiểu Kiếm lùi về sau 3.000 trượng. Thủy Tổ Đại Chu lại tiến đến một bước, ánh sáng vàng khí tức sông dâng lên từ dưới chân ông ta. Vụt! Thời không vốn dĩ là hư vô thế mà lại bị thiêu đốt lần nữa. Thủy Tổ Đại Chu lại tung một quyền ra. Một quyền này không mạnh. Thế nhưng đại đạo hiện có của thời không này lại bị áp chế. Cơ Tiểu Kiếm ở đằng xa cong môi, thú vị đấy. Dứt lời, cô ta xòe tay ra, một thanh ý đao xuất hiện trong tay cô ta, thoáng chốc cô ta lao đến trước, chém mạnh một nhát đao xuống. Sau đó cả tinh vực bị phá vỡ, khi sức mạnh của cả hai chạm vào nhau, sức mạnh đáng sợ đột nhiên bùng phát. Quét sạch vũ trụ chư thiên vạn giới trong phút chốc, đám người Việt Tôn đứng đó khá gần, bị chấn động văng ra xa cả vạn trượng. Đám người Việt Tôn dừng lại, đều lộ ra vẻ sợ hãi, thực lực của Thủy Tổ Đại Chu này mạnh đến thế ư. Mấy người Chu Phản cũng lần lượt lùi về sau, cách xa khu vực chiến đấu, ai nấy đều lộ ra vẻ kinh hãi, vì nếu lúc nãy họ không nhanh chóng lùi lại thì e là sẽ bị hai luồng sức mạnh đó làm cho chấn động đến chết. Đáng sợ thật sự. Chu Phạn ngẩng đầu lên nhìn thời không đằng xa, Thủy Tổ Đại Chu và Cơ Tiểu Kiếm còn đang đánh nhau,
trên người cả hai đều toát ra khí tức hủy diệt cực mạnh. Đều là cường giả độc khai nhất đạo. Cơ Tiểu Kiếm nhìn ý đao trong tay mình, sau đó cười nói, sử dụng thanh đao này còn hơi lóng ngóng. Thủy Tổ Đại Chu nói, ngươi có thể dùng kiếm. Cơ Tiểu Kiếm nhìn Thủy Tổ Đại Chu, cười nói, ngươi không xứng. Dứt lời, cô ta bỗng nhảy lên, giơ đao lên chém mạnh về phía Thủy Tổ Đại Chu. Thủy Tổ Đại Chu nhắm mắt lại, vô số khí tức của rồng trong người ông ta bỗng tuôn ra như thủy triều, cùng lúc đó trời đất có vô vàn khí vận Đại Chu lao ra. Không phải mượn dùng, mà là trực tiếp dùng. Khí vận Đại Chu này đều được sinh ra vì ông ta, thế nên ông ta dùng khí vận Đại Chu này không có nghĩa là mượn dùng. Ông ta chỉ là một phân hồn, không thể đánh nhau thời gian dài, đánh càng lâu thì càng yếu nên ông ta phải tốc chiến tốc thắng. Sau khi vô số khí vận đại đạo hội tụ lại trên người, khí tức quanh người Thủy Tổ Đại Chu bỗng tăng lên nhanh chóng, ngay sau đó ông ta đánh ra một quyền. Vô số khí tức của rồng và khí vận cuồn cuộn lao ra, sau đó biến thành một chữ mệnh cực lớn. Lúc này Cơ Tiểu Kiếm chém một đao đến. Vèo! Hai luồng sức mạnh nổ tung, đao khí và khí tức của rồng cùng khí vận chấn động lan ra khắp xung quanh. Mọi người đều lùi về sau lần nữa. Cho dù là đám người Việt Tôn cũng liên tục lùi về sau, cách xa khu vực đó. Mấy người Chu Phạn dừng lại, sắc mặt nguyên tướng bên cạnh cô ta bỗng trở nên trắng bệch, khí vận Đại Chu đang tiêu biến rất nhanh. Khí vận Đại Chu. Khí vận đại diện cho tương lai đất nước, khí vận càng yếu, đất nước càng yếu, nếu khí vận Đại Chu biết mất hoàn toàn tức là số mệnh của Đại Chu đã tận. Đất nước diệt vong. Nghe nguyên tướng nói thế. Sắc mặt các cường giả Đại Chu đều trở nên trắng bệch. Đại Chu sắp diệt vong thật rồi sao? Chu Phạn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, khu vực đó đã bị đao khí và khí tức của rồng cùng với khí vận nhấn chìm, không nhìn thấy được tình hình trận chiến. Ánh mắt Chu Phạn cũng hơi mờ mịt. Trận chiến này thật sự có liên quan đến quốc vận của Đại Chu, lúc này khí vận Đại Chu không ngừng bị Cơ Tiểu Kiếm phá vỡ. Số mệnh của Đại Chu sắp tận thật rồi sao? Với khí vận Đại Chu hiện giờ, Đại Chu đã dùng nốt lá bài cuối cùng của mình, cho dù Đại Chu có vượt qua được nhưng cũng không thể trấn áp được thế lực gia tộc của các tông môn lớn trong Đại Chu. Sau đó Đại Chu sẽ rất khó khăn. Sắc mặt mấy người đạo quân cũng cực kỳ phức tạp, họ cũng không ngờ thực lực của ác đạo Minh lại đáng sợ như vậy. Vượt qua dự đoán của họ. Đúng là núi này cao còn có núi cao hơn. Lần này cực lớn e là sẽ chẳng còn gì nữa. Đạo quân và Từ Thiên nhìn nhau, hai người đều cười khổ. Nguyên khí bị tổn thương nặng nề. Đạo quân như nghĩ đến điều gì, ông ta bỗng bước đến cạnh Nhất Niệm, sau đó khẽ nói, cô nương, người nhà của Diệp công tử đâu? Cô có thể liên lạc không? Nhất Niệm nghiêm túc nói, ta là người nhà của huynh ấy. Đạo quân sửng sốt, sau đó nói, ý ta là trong nhà hắn có người nào đánh nhau giỏi không? Nhất Niệm nghĩ đến cô gái váy trắng đó. Lập tức gật đầu như gà mổ thóc, có tận mấy người. Đạo quân phấn khích nói, gọi đến đi. Nhất Niệm lắc đầu, nguy hiểm quá, không gọi. Vẻ mặt đạo quân cứng đờ, ông ta cười khổ, nhưng bọn ta sắp thua rồi. Nhất Niệm nhìn Cơ Tiểu Kiếm, sau đó nói, cô gái này rất yếu, sao các ông đánh không lại vậy? Đạo quân hóa đá. Từ Thiên bỗng bước đến, sầm mặt nói, cô thấy cô gái này rất yếu ư. Nhất Niệm liếm hồ lô đường, sau đó nhìn Cơ Tiểu Kiếm gật đầu, ừ. Từ Thiên nói, vậy cô đánh cô ta đi. Nhất Niệm lắc đầu, ta sẽ không giết người. Từ Thiên lạnh nhạt nói, vậy cô sẽ làm gì? Nhất Niệm nói, phóng hỏa. Từ Thiên cảm thấy hơi đau đầu. Đạo quân cũng lắc đầu khẽ cười, cảm thấy bất lực. Thật ra họ cũng không phải chưa từng nghi ngờ có phải Nhất Niệm là trùm cuối hay không, dù sao cũng đi theo Diệp quân. Nhưng sau vài lần thăm dò thì họ nhận ra cô nương Nhất Niệm này chỉ là cường giả cảnh giới thần đạo. Cô ta không che giấu cảnh giới. Cô ta không phải là trùm cuối nên họ khá thất vọng. Lúc này Tiểu Tháp bỗng nói, Nhất Niệm, ngươi nói ngươi sẽ phóng hỏa, ngươi muốn phóng hỏa gì? Nhất Niệm hỏi, lửa thiên hành. Tiểu Tháp. Nhất Niệm nói, Tháp gia, bao giờ huynh ấy tỉnh? Tiểu Tháp run giọng nói, đừng gọi Tháp gia. Gọi ta Tiểu Tháp là được rồi. Nhất Niệm hơi khó hiểu, tại sao? Tiểu Tháp vẫn run giọng nói, gọi Tiểu Tháp sẽ thân thiết hơn. Nhất Niệm mỉm cười,
ngươi là tháp gia của huynh ấy, vậy tức là tháp gia của ta. Tiểu tháp, đúng lúc này, bầu trời ở đằng xa bỗng nổ tung ra sức sóng xung kích sức mạnh đáng sợ, sóng xung kích sức mạnh đó hệt như sóng biển, lan tràn ra trăm vạn dặm, vô số tinh vực đều bị đánh vỡ hủy diệt. Sau khi tất cả đao khí, khí thức của rồng và khí vận đều tận, mọi người nhìn thấy Thủy Tổ Đại Chu và Cơ Tiểu Kiếm trong thời không đặc biệt đã tan thành hư vô đó. Hai người đánh nhau dữ dội. Tay Cơ Tiểu Kiếm cầm một thanh ý đao, cả thanh đao đều ngưng thực, ý chí chiến đấu ngút trời như thể một chiến thần bất bại đến từ thượng cổ. Lúc này cơ thể Thủy Tổ Đại Chu đã trở nên mờ ảo, khí tức của rồng và khí vận quanh người ông ta tụ lại rồi tản ra rồi tụ lại, nhưng cuối cùng vẫn tan biến. Thủy Tổ Đại Chu nhìn cơ thể mình, sau đó lại xoay người nhìn người Đại Chu phía sau, ánh mắt lóe lên tia phức tạp. Cơ thể ông ta bỗng trở nên mờ ảo hoàn toàn, sau đó biến mất. Ngay khi ông ta biến mất hoàn toàn, khí vận Đại Chu cũng tận. Lúc này sắc mặt cường giả Đại Chu xám như tro, hóa đá đứng đó. Khí vận Đại Chu trải qua mấy tỷ năm, nay lại biến mất không còn. Kể từ hôm nay không còn Đại Chu nữa. Chu Phạn siết chặt hai tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay, sắc mặt trắng bệch. Lần này Đại Chu cược cả quốc vận, cược thua rồi. Ngay lúc này một giọng nói bỗng vang vọng từ đằng xa, nhà họ Diệp sẵn lòng tiếp tục mấy tỷ năm khí vận của Đại Chu. Lúc này khí vận Đại Chu vốn đã tan biến bỗng vào ngưng tụ lại lần nữa, không chỉ thế, khí vận đó hệt như bão táp cuồn cuộn quét ngang vũ trụ chư thiên vạn giới. Hơn nữa khí vận vốn là màu vàng đó lại trở thành màu tím đậm. Khí vận tiếp tục một tỷ năm. Tình huống bất ngờ này khiến những người có mặt đều sửng sốt. Khí vận Đại Chu vốn đã cạn kiệt nay lại ngưng tụ, hơn nữa còn đạt đến tầm cao mới, chói sáng như mặt trời ban trưa. Chuyện gì vừa xảy ra? Nhà họ Diệp là ai nữa? Đương lúc họ quay cuồng trong mơ hồ, có một người phụ nữ cầm kiếm chậm rãi đi tới. Bà ấy mặc một bộ váy đen dài, vóc dáng nóng bỏng, gương mặt lạnh lùng như xương, tóc dài xóa trước ngực cùng một đôi mắt kiêu ngạo bất tuân. Bà cô này tới rồi. Tiểu tháp bỗng run rẩy cất tiếng. Bởi vì người kia chính là thiên mệnh váy đen Diệp Thanh Thanh. Bà ấy chậm chậm bước đến, đối mặt với Cơ Tiểu Kiếm. Cô ta chỉ lấy ra một cây mía, nói ta ăn xong khúc mía này rồi đánh chết ngươi. Diệp Thanh Thanh rút kiếm, ăn con mẹ ngươi. Kiếm vung theo lời nói. Xoẹt. Thiên địa vỡ ra. Vào khoảnh khắc Diệp Thanh Thanh vừa rút kiếm, đồng tử Cơ Tiểu Kiếm co rụt lại, vội vàng giơ đao ngăn cản. Uỳnh. Kiếm quang vỡ tan, Cơ Tiểu Kiếm bị đánh bay đi xa vạn trượng, khi vừa dừng lại thì ý đao trong tay đã tan thành tro bụi. Những người khác kinh hãi. Đây là ai? Sao lại mạnh đến vậy? Các cường giả Đại Chu thì đi từ giật mình sang mừng rỡ như điên khi cuối cùng cũng thấy được hy vọng. Đạo Quân và Từ Thiên cũng kích động như lữ khách sa mạc nhìn thấy dòng sông. Họ vốn đã chìm trong tuyệt vọng, chấp nhận chờ chết hoặc đầu hàng khi khí vận Đại Chu hoàn toàn bị phá vỡ, linh hồn Thủy Tổ cũng bị hủy diệt, thế thì còn đánh đấm gì nữa. Nếu có thể đầu hàng mà giữ mạng, có lẽ họ cũng sẵn lòng. Nhưng sự xuất hiện bất ngờ của người phụ nữ váy đen kia đã dấy lên lại hy vọng. Đạo Quân phấn khích đến run cả giọng, người chống lưng cho Diệp công tử xuất hiện rồi. Từ Thiên gật đầu, cuối cùng cũng đến. Bằng không ông ta đã chuẩn bị tinh thần bỏ chạy rồi. Tất cả là vì người phụ nữ kia quá mức yêu nghiệt, dám Phật Tổ Hiển Linh cũng không phải đối thủ chứ đừng nói ông ta. Nguyên Tương đứng kế chợt hỏi, chỉ vừa mở miệng đã thêm tỷ năm khí vận cho Đại Chu ta. Nhà họ Diệp này, sắc mặt Đạo Quân và Từ Thiên đọng lại, giờ phút này họ mới bừng tỉnh nhận ra người phụ nữ đến từ gia tộc này chỉ cần mở miệng là có thể gia tăng tỷ năm khí vận khi Đại Chu đã cạn kiệt. Điều này nghĩa là gì? Nghĩa là nhà họ Diệp hoàn toàn có năng lực nâng đỡ cho một văn minh vũ trụ cấp 4. Bọn họ nhìn nhau với ánh mắt hoảng sợ. Chu Phạn thở phào nhẹ nhõm, ngước mắt nhìn lên cao. Vào khoảnh khắc khí vận Đại Chu bị hủy diệt. Cô ta thật sự đã rơi vào tuyệt vọng. Thậm chí còn chuẩn bị tinh thần kéo Diệp Quân sang đập vỡ thần hồn rồi tự sát. Đã không thể cùng sống thì cùng chết nghe cũng không tệ. Bên kia, Cơ Tiểu Kiếm bị chém bay đi vạn trượng mới dừng lại. Việt Tôn và những người khác sau lưng cô ta lập tức đanh mặt,
Người phụ nữ váy đen này mạnh quá. Nhưng bà ta từ đâu chui ra vậy? Cơ Tiểu Kiếm nhìn cánh tay phải đã nứt nẻ của mình. Đây là lần đầu tiên cô ta bị thương. Cô ta chậm rãi nhìn đối thủ, gương mặt Diệp Thanh Thanh lạnh như băng giá, trong mắt không có một chút cảm xúc, chỉ nhìn lại như đang nhìn một con kiến. Tràn đầy khinh miệt. Lần đầu tiên thể nghiệm cảm xúc này, Cơ Tiểu Kiếm cười cười. Cô ta đưa cây mía lên cắn một cái, nhưng còn chưa kịp nói gì thì lại thấy một nhát kiếm lao tới. Nó nhanh như sấm giật, lại còn hung ác vô cùng, thoát cái đã chém tới Cơ Tiểu Kiếm. Nhưng cô ta không vung kiếm, chỉ tung cú đấm ra. Quỳnh, quyền mang vỡ tan, kiếm quang còn nguyên, Cơ Tiểu Kiếm lại thối lui vạn trượng. Khi dừng lại, thời không phía sau cô ta vỡ nát trong nháy mắt, cánh tay phải cũng nứt toác để máu chảy ra. Bốn bề im lặng, Đạo Quân nuốt nước bọt, khô khốc nói, mạnh thế. Từ Thiên chỉ biết chắp tay lại trong ngỡ ngàng. Nữ kiếm tu này sao mà kinh khủng quá. Chu Phản cũng khiếp sợ không thôi. Cô ta biết người chống lưng cho Diệp Quân chắc chắn sẽ mạnh, chỉ không ngờ lại đáng sợ thế này. Nhưng cũng dễ hiểu. Không mạnh thì làm sao có thể đối đầu với Ác Đạo Minh. Bên kia, sắc mặt người Ác Đạo Minh ai nấy đều vô cùng âm u. Theo những gì họ biết, chân vũ trụ chỉ có chân thần là mạnh nhất, nhưng người phụ nữ này lại không phải chân thần. Bà ta từ đâu đến? Cánh tay Cơ Tiểu Kiếm đã be bét máu từ một vết thương sâu hóm đến tận xương, suýt nữa đã bị chém nát. Nụ cười tắt mất, cô ta nâng mắt lên nhìn Diệp Thanh Thanh. Tức rồi đấy. Diệp Thanh Thanh nhếch mép xem thường, tưởng ngươi giỏi làm màu lắm mà. Tiếp đi ta xem. Chém chết à? Có người buột miệng một câu đầy tức giận. Mọi người đồng loạt quay ra nhìn nguồn âm thanh. Chỉ thấy Từ Thiên chậm rãi nhìn sang nơi khác, sắc mặt bình tĩnh như thường, hai tay chắp lại, miệng niệm kinh Phật. Lại trở thành cao tăng đắc đạo rồi. Nhận ra mình đã gặp cao thủ, Cơ Tiểu Kiếm cuối cùng cũng chịu nghiêm túc nhìn nữ kiếm tu. Sự khinh thường của cô ta không đến từ kiêu ngạo, mà vì nơi cô ta ở trước đây là Đăng Thiên Vực, cảnh giới khai đạo ở đó và ở đây là hai khái niệm khác nhau. Nói cách khác, cô ta chẳng khác gì dân chơi mãn cấp về lại nơi dành cho tân binh. Không phải cô ta tự cao, mà là người của thế giới này quá yếu. Nhưng giờ phút này, cô ta nhận ra nữ kiếm tu kia không đơn giản chút nào. Phải dẹp sự khinh thường kia đi. Tự tin là tốt, tự cao thì không. Diệp Thanh Thanh không nói một lời, nhấc chân đi tới. Kiếm vung ra. Cơ Tiểu Kiếm rút thanh kiếm sau lưng ra. Đó là một thanh trọng kiếm toàn thân đen tuyền, vừa dài vừa dày, lưỡi kiếm chưa khai phong, trông như một cục sắt lớn. Cô ta quát lên một tiếng, vung nó lên rồi đập xuống. Quỳnh! Hai tia kiếm quang bùng nổ dữ dội, nóng rát như mặt trời chói chang. Đất trời, vũ trụ, tinh không hóa thành kiếm hải. Ai nấy đều hốt hoảng tìm đường tháo lui để tránh rước họa vào thân. Chu Phản đưa nhất niệm lui lại mấy trăm nghìn trượng. Kinh hoàng dõi mắt nhìn hàng loạt tia kiếm khí bay ngang bay dọc, cắt xé hết thảy. Có lẽ cường giả cảnh giới khai đạo cũng không dám bén mảng đến gần nơi ấy. Như nhớ đến điều gì, Chu Phản nhìn sang bên người, chỉ thấy Nhất Niệm vẫn điềm tĩnh ăn kẹo với vẻ tò mò chứ không hề sợ hãi. Cô ta hết hồn, sao Nhất Niệm cô nương không sợ gì hết? Nhất Niệm quay lại thắc mắc, vì sao phải sợ? Chu Phản chần chừ, cô không thấy bọn họ lợi hại lắm sao? Nhất Niệm chỉ nói, cái người váy trắng mới lợi hại cơ. Váy trắng? Chu Phản rơi vào mê man. Nhất Niệm hỏi thầm trong lòng, Tháp gia, huynh ấy tỉnh chưa? Tiểu Tháp run lẩy bẩy, đừng, gọi ta Tiểu Tháp là được rồi. Nhất Niệm liếm kẹo, Tháp gia đừng lo, ta sẽ không dùng lửa thiêu ông đâu. Tiểu Tháp? Xoẹt! Kiếm hải bên kia bị một tia kiếm quang xẻ đôi, kiếm khí lại phóng lên cao, biến kiếm hải thành hư vô. Quỳnh! Tiếng nổ vang vọng bốn phía. Kiếm hải tan đi, hai nữ kiếm tu tuyệt thế kia lại xuất hiện trong mắt mọi người. Diệp Thanh Thanh váy đen, trong tay cầm kiếm, hai lọn tóc trước ngực đung đưa dù không có gió. Đối diện cách đó vạn trượng là Cơ Tiểu Kiếm trong bộ váy đỏ, tay nắm quanh chuôi cự kiếm, toàn thân tản ra khí tức kiếm ý đáng sợ. Ai thắng, ai thua? Cường giả hai phe Đại Chu và Ác Đạo Minh đều cảm thấy tim mình nhảy tới cổ họng.
Kết quả giữa hai người này sẽ quyết định kết quả của hai bên. Cơ Tiểu Kiếm chợt phá ra cười, lâu lắm rồi chưa đánh đã vậy. Tiếp đi. Nói rồi cô ta vung thanh kiếm to cổ kia, tung mình nhảy lên, chém về phía Diệp Thanh Thanh. Thế kiếm như sấm nổ, nguy nga đáng sợ vô cùng. Diệp Thanh Thanh vẫn bình chân như vậy, khi thanh kiếm đã bổ tới đỉnh đầu thì nâng kiếm chém ra. Tấn công trực diện. Quỳnh. Hai tia kiếm khí bùng nổ, nhưng hai bên không lui lại. Cơ Tiểu Kiếm lại nâng kiếm bổ xuống. Diệp Thanh Thanh vung kiếm sang ngang. Rầm. Vô số thời không sụp đổ. Diệp Thanh Thanh vẫn vững như bàn thạch. Cơ Tiểu Kiếm xoay người, một lần nữa bổ kiếm xuống. Kiếm khí và kiếm ý ồ ạt túa ra như thủy triều. Kiếm ý ấy khiến người đứng ngoài như muốn ngừng thở. Diệp Thanh Thanh không tránh né, vung kiếm sang ngang. Choang! Nhát chém lần này khiến thanh kiếm trong tay Diệp Thanh Thanh chùn xuống. Thời không quanh bà ấy vỡ ra, nhưng bà vẫn vững vàng tại chỗ. Bất động như núi. Cơ Tiểu Kiếm lại vọt lên cao, hóa thành kiếm khí dài vạn trượng chém xuống. Diệp Thanh Thanh nhẹ nhàng nhún mình, hóa thành kiếm quang bay lên. Tấn công trực diện. Quỳnh. Tiếng nổ đinh tai bùng phát khi hai tia kiếm quang va chạm. Kiếm khí như sóng xung kích lan tràn chấn động khắp bốn phía. Ai nấy đều nhìn chằm chằm vào khu vực kia. Nữ kiếm tu váy đen không lùi nửa bước. Các cường giả Đại Chu thở phào nhẹ nhõm, nhóm Việt Tôn thì xa sầm mặt, trái tim như rơi xuống vực. Việt Tôn trừng mắt nhìn nữ kiếm tu, nói, gọi người. Gọi chi viện. Ác bà trần trừ, chí thánh đạo giả. Bà ta biết Cơ Tiểu Kiếm ghét nhất là bị người khác xen vào công việc, nếu bây giờ gọi người khác đến e rằng sẽ chọc giận cô ta. Việt Tôn lắc đầu, nữ kiếm tu kia không đơn giản. Chúng ta đã đánh giá thấp chống lưng của Diệp Quân, ngoại trừ thần vật còn có cường giả cao cấp nhường này. Để phòng bất chắc thì phải cẩn thận, gọi thêm chi viện đến không sai, tốt nhất nên là một chí thánh đạo giả khác. Ác bà gật đầu rồi bóp nát một truyền âm phù bí ẩn. Bên kia, Cơ Tiểu Kiếm chăm chú quan sát đối thủ, thấy Diệp Thanh Thanh vẫn vững vàng như núi. Cô ta nhăn nhở cười, lợi hại. Rồi lấy mía ra gặm. Sát tâm Diệp Thanh Thanh đã nổi lên, đương lúc muốn ra tay thì bỗng cúi đầu nhìn xuống. Đó là lúc Diệp Quân xuất hiện cạnh Chu Phạn. Diệp Thanh Thanh nhíu mày. Sao thằng oát này tự dưng lại tỉnh? Bên dưới, Diệp Quân khua khoáng tay với bà ấy, cô ơi. Diệp Thanh Thanh đang nổi cơn tam bành, nghe vậy thì dựng thẳng đôi mày, con dám mắng ta. Rồi bà ấy ầm ầm lao xuống, tẩn cho Diệp Quân một trận nhớ đời. Diệp Quân, Tiểu Tháp run như cầy sấy. Má ơi, chưa thấy ai đần như thằng này. Tất cả mọi người đều hoang mang. Sao tự dưng lại quay ra đấm Diệp Quân? Tiểu Tháp dè dặt lên tiếng, hắn còn đang bị thương. Diệp Thanh Thanh nghe vậy mới dừng lại, gọi Tiểu Tháp xuất hiện trong tay mình, thế thì ta đánh ngươi. Bốp bốp bốp, là âm thanh của từng cú đấm vang lên. Tiểu Tháp. Diệp Quân lùi về bên cạnh Chu Phạn và Nhất Niệm, cả người run cầm cập trước mức độ bạo lực của người cô này. Nhưng hắn càng không hiểu vì sao bà ấy lại nổi giận. Nhờ có kiếm thiên hành tu bổ thần hồn mà Diệp Quân mới có thể nhanh chóng tỉnh lại. Vừa hay tin Diệp Thanh Thanh đến, hắn mừng rỡ vô cùng, vội vàng chạy ra chào đón, nào ngờ lại được cô tặng cho một trận đòn như tử. Quá là thê thảm. Chu Phạn mở miệng, Diệp công tử. Diệp Quân quay sang, thấy cô nhoẻn cười hỏi, tỉnh rồi nhỉ? Hắn gật đầu, lần này phải cảm ơn cô nương. Thấy nụ cười trên mặt cô gái dần tắt, hắn vội sửa lời, giữa hai mình nói gì ân nghĩa nhỉ? Nói xong hắn mới thấy có gì đó không đúng. Nhưng Chu Phạn đã nở nụ cười tươi như một đóa hoa. Cô ta vốn đã có dung mạo tuyệt sắc, nay lại phát ra nét cười từ tận đáy lòng, thật sự trở thành giai nhân nghiêng thành đổ nước, nhân gian hiếm gặp. Khiến Diệp Quân cũng phải ngẩn ngơ. Chu Phạn thấy hắn thất hồn lạc phách thì gò má khẽ ửng đỏ, vừa thẹn thùng vừa sung sướng. Tiểu chủ, tiếng hét thảm thiết của Tiểu Tháp lôi Diệp Quân trở về hiện thực. Nhìn sang bên kia, hắn chỉ thấy Diệp Thanh Thanh vẫn đang đấm cái tháp huỳnh huỵch như có tư thủ với nó. Tiểu Tháp làm gì có lỗi với bà ấy à? Diệp Quân trần trừ mãi mới dám gọi, Thanh Thanh cô ơi. Diệp Thanh Thanh dừng tay. Nhướng một bên mày lên nhìn lại, lại muốn lĩnh giáo vài chiêu chứ gì.
Diệp Quân lập tức xua tay, dạ không không không. Diệp Thanh Thanh hừ một tiếng nhưng cũng chịu dừng lại thật, chỉ sừng sộ nói với Tiểu Tháp, thằng nhóc này vốn ngoan ngoãn biết bao nhiêu, từ khi đi theo ngươi thì vợ cứ hốt về dăm ba bảy cô, chắc chắn là do ngươi dạy hư nó. Ca ca ta cả đời chung thủy, con trai huynh ấy làm sao có thể dạy gái cho được. Tiểu Tháp nghe mà cảm thấy như bị sét bổ trúng người, đầu óc trống rỗng. Oan quá! Nó còn oan hơn cái cô đậu Nga ở hệ Ngân Hà nữa. Cháu của bà mà ngoan. Ca ca bà mà trung thủy. Bà có đang nói tiếng người không đấy? Tháp gia bi phẫn, Tháp gia muốn tự bạo cho rồi. Giải thích à? Không, nó tuyệt đối không muốn phí lời nói phải trái với bà thiên mệnh váy đen này. Tự bạo không vui hơn sao? Diệp Thanh Thanh mắng Tiểu Tháp một tràng dài mới chịu dừng lại, chuyển ánh mắt sang Diệp Quân. Hắn lập tức chột dạ, mi mắt cứ giật giật. Trong các cô của hắn thì Diệp Thanh Thanh là người nóng tính nhất, không hợp là bụp, không thèm nói phải trái. Hắn cũng sợ chết khiếp. Diệp Thanh Thanh quắc mắt hỏi, ta dữ lắm à? Chẳng lẽ cô không tự biết? Diệp Quân chỉ dám im lặng. Các cường giả thì quan sát Diệp Thanh Thanh với vẻ mặt kỳ lạ, cảm thấy tính khí người phụ nữ này không được tốt cho lắm. Ngươi là kiếm tu từ đâu đến? Bỗng cơ tiểu kiếm ở đằng xa lên tiếng hỏi, trong mắt là vẻ hứng thú tràn ngập. Cho dù là ở đăng thiên vực thì kiếm tu bực này cũng vô cùng hiếm thấy. Diệp Thanh Thanh xoay người, nói với vẻ vô cảm, ngươi làm ta bị nội thương, lợi hại dễ sợ. Mọi người! Diệp Quân! Sự hứng thú trong mắt cơ tiểu kiếm giảm đi rõ rệt, ngươi đang sỉ nhục ta đấy à? Diệp Thanh Thanh, Rồi như thấy không đúng, bà ấy sửa lời, không. Ta không phải người như thế. Mọi người. Sát tâm dâng trào, cơ tiểu kiếm nhấc thanh cự kiếm trong tay, tung người nhảy bổ về phía Diệp Thanh Thanh như một tia chớp, vung kiếm nện xuống. Thế như sấm giật, mạnh mẽ vô song. Cho dù đứng cách đó mấy trăm nghìn trượng vẫn cảm nhận được uy áp cuồn cuộn như núi lớn ập xuống, đến là ngạt thở. Diệp Quân cũng không khỏi tỏ vẻ khiếp sợ trước sức mạnh kinh khủng của nữ kiếm tu này. Bên kia. Diệp Thanh Thanh không chút động dung, vung kiếm lên đỡ. Quỳnh! Kiếm quang vỡ nát, người lui lại hơn nghìn trượng là Diệp Thanh Thanh. Vô số kiếm quang bùng nổ. Lui lại ư. Những người có mặt đều tỏ ra khó hiểu lẫn sửng sốt. Trước đó cho dù nữ kiếm tu váy đỏ có tấn công mãnh liệt cách mấy thì nữ kiếm tu váy đen cũng không hề lui lại nửa bước, sao bây giờ lại bị đẩy đi nghìn trượng? Chẳng lẽ mệt rồi? Cơ tiểu kiếm cũng nhíu mày, không hiểu đối thủ tại sao tự dưng lại kém đi. Diệp Quân thì đanh mặt lại, không ngờ nữ kiếm tu áo đỏ này mạnh hơn hắn nghĩ nhiều, thậm chí Diệp Thanh Thanh cô cũng phải chào thua. Ác đạo mình cũng có cường giả bực này sao? Lúc này, Tiểu Tháp trở về cơ thể hắn với cái miệng câm như hến. Diệp Quân hỏi, Tháp ra. Tiểu Tháp, để ta yên. Diệp Quân, ở nơi xa. Cơ tiểu kiếm nhíu mày nói, người bị gì vậy? Quên ăn cơm à? Diệp Thanh Thanh chỉ thản nhiên đáp, tại ngươi mạnh quá. Mọi người! Sắc mặt cơ tiểu kiếm xa sầm, xem ra phải cho ngươi biết tay thật. Nói xong, cô ta bước tới trước. Hàng loạt sức mạnh bí ẩn từ khắp nơi trong đất trời hội tụ vào thân thể cô ta, kiếm nhãn xuất hiện giữa trán. Đại đạo khai kiếm nhãn. Thân hình cơ tiểu kiếm chợt nhòe đi. Tản ra uy áp kiếm đạo như muốn ngưng tụ thành thật ra khắp bốn phía. Chu Phạn biến sắc, vội kéo Diệp Quân và Nhất Niệm lui lại. Đúng lúc này, Hoàng đế Đại Chu xuất hiện trước mặt họ, vung tay lên. Long khí túa ra, hóa thành tấm chắn che chở cho mọi người, nhưng nó vừa tiếp xúc với kiếm thế kia thì vỡ vụn. Hoàng đế biến sắc, gọi Long ấn xuất hiện trong tay rồi ấn mạnh xuống, chấn. Quỳnh! Một luồng sáng vàng chui lên từ bên dưới. Bao bọc mọi người vào trong, nhưng họ vẫn bị kiếm thế đẩy lui gần trăm nghìn trượng. Ai nấy đều hốt hoảng. Sắc mặt Diệp Quân trở nên trầm trọng vô cùng. Kiếm tu. Đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến một kiếm tu khác ngoài bản thân, cũng là kiếm tu mạnh nhất ngoài bản thân. Chỉ là kiếm thế thôi mà đã khiến cường giả cảnh giới khai đạo phải tạm lánh. Ánh mắt hắn nhìn cơ tiểu kiếm như có lửa đốt. Không chỉ bên Đại Chu mà cả ác đạo Minh cũng hoảng sợ khi bị kiếm thế đẩy đi gần trăm nghìn trượng. Hai tay Việt Tôn siết chặt, ánh mắt nhìn chằm chằm cơ tiểu kiếm.
Không chỉ Đại Chu mà bọn họ cũng đã đánh giá thấp vị trí thánh đạo giả này. Thấp một cách nghiêm trọng. Tâm tình bọn họ cũng phức tạp vô cùng, tự hỏi đều là cảnh giới khai đạo mà sao người ta lại mạnh đến vậy. Trong lòng ác bà chỉ biết run rẩy khi thấy hai kiếm tu kia. Lần đầu tiên mới biết có người mạnh đến vậy. Có lẽ sau này nên học cách khiêm tốn hơn. Nơi xa, Cơ Tiểu Kiếm mở mắt, kiếm quang kéo dài vạn trượng chém về phía Diệp Thanh Thanh. Tâm kiếm, ý kiếm, cả hai hợp nhất. Diệp Thanh Thanh vung kiếm chém dọc rồi chém ngang. Xoẹt, kiếm quang tạo thành hình chữ thập xuất hiện. Hai luồng kiếm quang vừa va chạm đã nổ tung như trái phá. Cơ Tiểu Kiếm đã xuất hiện phía trên Diệp Thanh Thanh từ lúc nào, tay vác thanh cự kiếm bổ xuống. Duỳnh, nhát kiếm khiến tinh không bốc cháy rồi hóa thành cho bụi. Tất cả đều phai mờ trong một khắc. Kể cả ý chí, pháp tắc lẫn đại đạo của vũ trụ này. Một tia ngạc nhiên cuối cùng cũng xuất hiện trong mắt Diệp Thanh Thanh. Bà ấy khẽ nâng cổ tay, đâm kiếm về trước. Một nhát đâm vô cùng đơn giản. Oanh! Hai thanh kiếm vừa tiếp xúc với nhau, nơi bọn họ đang đứng đã bị nhấn chìm trong vô số mảnh vụn kiếm quang. Không ai thấy được chuyện gì đang xảy ra, có dùng thần thức tiếp cận cũng bị kiếm thế chém vỡ. Diệp Quân mở to mắt mà nhìn, không khỏi lo lắng trước sức mạnh của nữ kiếm tu áo đỏ kia. Các cường giả Đại Chu cũng thấp thỏm không kém. Nếu kiếm tu đứng sau Diệp Quân thất bại thì Đại Chu chỉ còn nước diệt vong. Có thêm được khí vận thì đã sao? Chẳng lẽ không thể bị đập nát lần nữa? Trận chiến này liên quan đến tồn vong của Đại Chu. Người bình tĩnh nhất là Nhất Niệm. Cô ta không quan tâm thắng thua. Trừ người phụ nữ váy trắng với kiếm tu áo bảo trắng ra, những người khác đánh nhau cứ như đang chơi đồ hàng. Người của Văn Minh Thiên Hành cũng rất ít khi đánh nhau, bình thường đều dùng lửa đốt. Ta một nhúm, người một nhúm. Uỳnh. Đúng lúc này, có sức mạnh kiếm đạo khổng lồ bùng nổ ở khu vực kia. Đất trời, tinh hà, vũ trụ chao đảo khi những âm thanh như sấm dậy nổ ra. Kiếm khí ở thời không nơi ấy phát nổ như pháo hoa. Kiếm khí tản đi. Diệp Thanh Thanh và Cơ Tiểu Kiếm đứng đối mặt nhau. Ai thắng, ai thua. Các cường giả Đại Chu lẫn ác đạo Minh đều vô cùng hồi hộp. Diệp Quân cũng cuống quýt hỏi, Tháp gia, chẳng lẽ Diệp Thanh Thanh cô lại thua? Tiểu Tháp, ta không muốn nói chuyện. Diệp Quân. Đúng lúc này, dị biến xảy ra. Có khí tức hủy thiên diệt địa ùa tới từ nơi xa xôi. Đám Việt Tôn tỏ ra mừng rỡ vô cùng. Đến rồi. Mà khí tức đáng sợ ngần này. Chỉ có thể là một chí thánh đạo giả. Ngược lại, bên Đại Chu mặt cắt không còn hột máu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 85.